Và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh Thượng tọa Thích Quyền giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Và thưa quý vị, theo lời đề nghị thì có lẽ từ đây về sau, mỗi một cái bản, một bài kinh đó, nếu được thì chúng tôi sẽ có cái phần hiệu đính, một bản dịch hiệu đính, tức là bản dịch khác đi, và bản dịch gọi là bản dịch hiệu đính. Thì bản dịch này đi kèm với bản dịch tiếng Việt, thì như vậy quý Phật tử sẽ có dịp để so sánh và tìm hiểu ý nghĩa hơn, hơn là như khi rồi. Ngày hôm qua chúng ta cũng có một bài kinh mà có cái bản dịch là cõi trời, ở trên cõi trời Đạo Lợi, vườn Hoan Hỷ hay Lạc Viên, mà là cái chỗ lui tới của nhân thiên, của chư thiên và nhân loại. Thì quý Phật tử muốn chúng tôi có một bản dịch thì chúng tôi sẽ có một bản dịch hiệu bút chân. Bây giờ mời quý Phật tử nghe phần chính kinh, và sau đó chúng ta sẽ nghe pháp thoại từ Thượng tọa Thích Quyền. Dạ, sa thú linh thầy, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Bài học hôm nay, biết vui hay khổ, kinh Vui Thích Nam Tất Tí Xuất Tăng, chương 1, tương ưng chư thiên, phẩm vườn hoan hỷ. Chú thích dẫn nhập. Trong những đặc điểm của vô minh là sự không nhận ra cái khổ trong điều mà mình nghĩ là vui. Bài kinh này ghi lại cái nhìn của một vị thiên vốn tin là những gì thủ đắc khiến chúng sanh hạnh phúc. Bậc Đại Giác đã trả lời với kệ ngôn ngắn gọn mà trong đó Ngài dạy rằng chính những thủ đắc đó mang lại bao nhiêu khổ đau hệ lụy. Ngay cả hiểu được điều này qua lý trí, nhưng nếu không tu tập thật sự vẫn bị cuốn hút vào sự ma mị của tư duy. Đây là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi. Kinh văn Nhân Duyên ở Sawatthi. Đúng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Ngài cha nói con vui thích, chủ với bò vui thích, người sanh y vui thích, không sanh y không vui. Bản dịch hiệu đính, có con vui vì con, có bò vui vì bò, có được vui vì được, không chi có gì vui. Thế Tôn, cha đói con sầu muộn, với bò sầu muộn, người sanh y sầu muộn, không sanh y không sầu. Bản dịch hiệu đính, có con khổ vì con, có bò khổ vì bò, sanh sự thời sự sanh, không có thì không khổ. Tích văn, nan đát tí, có nghĩa là vui thích, sâu chát tí, sầu muộn. U bát thi hí là sanh y, ní ru bát thi hí, ní ru bát thi là không sanh y. Tích nghĩa, u bát thi là một thuật ngữ rất khó dịch. Bản chữ Hán cổ xưa dịch là sanh ti thủ đắc. Phận ngữ u bá thí gồm hai phần kết hợp là u bá và cộng tha, có nghĩa là tựa vào, gối đầu, chỉ trên nền tảng của sự hiện hữu. Trong Phật học thì u bá thí mang cả hai ý nghĩa chủ thể và khách thể. Trong ý nghĩa khách thể thì u bá thí có nghĩa là những gì truy cầu, thủ đắc hay lẽ sống. Trong ý nghĩa chủ thể thì có nghĩa là bám víu, tựa vào hay chấp thủ. Có bốn sanh y, dục sanh y, kama bát thí, sự chấp thủ hay bám víu vào cảnh của thị dục. Hai, uẩn sanh y, khantu bát thí, sự chấp thủ vào năng uẩn là sự tồn tại của bản ngã. Ba, phiền não sanh y, ký lê su bát thí, sự chấp thủ vào cảnh phiền não như cách thỏa mãn bản năng. Sở sanh y, avisankha rupati là sự tạo tác của nghiệp, tạo nên thức tái sanh và quả đời sau. Đây là điều kiện tái tạo của kiếp luân hồi. Theo sớ giải thì upati trong bài kệ do vị thiên nói chỉ cho dục sanh y, trong khi chữ nirupati trong bài kệ do Đức Phật dạy chỉ cho quả vị A-la-hán hoàn toàn giải thoát. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy giáo. Dạ, kính bạch Thượng Tọa Tuệ Quyền. Con không biết là đường nét của sư hay mic của sư có vấn đề. Chúng con kính thỉnh sư cập tại. Không thấy sư cầm mic mà chúng con lại không nghe được tín hiệu của sư và sư. Cái đặc trưng tôn đức thưa quý phật tử, chỉ như thưa tòa tình nguyện đang gặp trục trặc ở trong lúc chờ đợi thưa tòa gia sinh sinh thành thưa tòa tình nguyện có khi trở lại. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, giác quý vị nghe rõ chưa? Dạ, cảm ơn. Dạ, sa thú lần này. À, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng con kính lễ đến thành thượng tọa giác đẳng từ tòa minh hạnh về đức từ tri sư nguyên tông cùng chư tăng đang hiện diện với trò đến quý tu nhất cùng chư phật tử. Tối hôm nay thì ở tại bây giờ đây thì con đang ở chủ đức của sư tướng. Hôm nay có hội mà từ hôm nay sau ngày sư tính mất thì mở lại pháp hội ở tại chùa. Thì hôm nay thì cũng rất là quan hỷ là có một vị pháp sư đang tỉnh pháp sư giảng ở trên chính điện, và con cũng điều khuyết cho ngay lúc này thì học sinh báo trình đến đại chúng được gọi như vậy. Và giờ đây cũng là ở tại chùa của đức đang giảng thuyết pháp. Dạ, yeah. Ngày nay thì mới tới bên chùa bên Quảng Nghiêm. Dạ, yeah, bây giờ con xin tính bắt đầu vào giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Pitham Phakkhavantam Abhivade Visvakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namasami Subhadipanno Phakkhavato Savaka Sampho Sankhang Namami. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương của đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, người nhà quyền lực của Tam Bảo hàng gia hội đến chư tăng đức tăng, đức tu nữ cùng chư phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy giáo. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh mà kinh vui thích mà đã tiếp xúc tăng. Đây là một bài kinh mà có thể nói chúng ta thấy tuy là chỉ Đức Phật trả lời cho vị chư thiên như thế, nhưng đó là một vấn đề mà hết sức là lớn. Mà đây sự tích nghĩa mà Thượng Tọa Tăng đã ghi lại, tức là biết vui hay là khổ, dùng sinh tử lăn trôi, tại sao như thế? Ở trong kinh này đã chỉ cho chúng ta thấy đó là chính là do vô minh không nhận ra cái khổ những gì, mà dầu cho chính cái vui nó cũng là cái khổ nữa mà chúng ta không thấy. Vì chư thiên hỏi Phật, cái đó nhân duyên ở sau ở thiên. Vì chư thiên hỏi cha đối với con vui thích, chủ đối với bò vui thích, người sanh y vui thích, không sanh y không vui. Rồi bản hiệu đính lại thì chúng ta vừa nghe mà nhắc lại, có con vui vì con, có bò vui vì bò, có được vui vì được, không chi có gì vui. Rồi tiếp theo Đức Phật ngài trả lời cho vị chư thiên biết là cha đối với con sẽ sầu muộn, chủ đối với bọn sầu muộn, người sanh y sầu muộn, không sanh y không sầu. Đây rất là tuyệt vời. Có con khổ vì con, có bò có sanh y thời sự sanh, không có thì không khổ. Kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này chúng ta thấy người ta cho rằng cuộc sống của con người chúng ta là phải có sinh ra học hành lớn lên, phải có sự nghiệp, rồi phải có vợ có chồng có con có cái, có danh có lợi, có tiền của tài sản. Ngày xưa đó thì người ta có bò có trâu có gia súc, có tiền của ít tài sản có gia nhân để phục dịch. Đối với ngày hôm nay thì chúng ta phải có cái gì, phải có cái điều kiện kinh tế, có tài khoản ngân hàng, phải có bất động sản, vân vân. Nói chung là những cái điều kiện mà tất cả những điều đó chúng ta biết đều do cái gì? Do cái ái chấp nó dẫn đầu mà tất cả chúng ta phải chạy theo. Cái gì? Cái gì do ái chấp đó? Kính thưa quý vị,
ở đây chính là cái dục mà tất cả chúng ta tầm cầu đó do chính vô minh. Vậy vô minh ở đây nói về cái gì? Chính do vô minh này, vì không biết đúc khăn Ariya Sacchan đây là khổ, Samudaya Sacchan đây là nguyên nhân sanh khổ, và Nirodha Sacchan đây là sự diệt khổ, và Okay Sacchan là đây là sự thật về sự chấm dứt khổ. Bốn nguyên lý này tất cả chúng ta không hiểu không biết, cho nên chúng ta trầm luân sinh tử đau khổ. Vô minh đó chính là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, gọi là vô minh. Quý vị nhớ rõ, bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo chính là vô minh. Chúng ta nói định nghĩa vô minh tức là không sáng suốt. Avijja đó từ cái nghĩa minh, Avijja là minh, là sáng suốt. Còn Avijja có nghĩa là vô minh, là không sáng suốt, mê mờ, tâm tối. Nhưng lý pháp nó lại càng đặc biệt, đó là cái gì? Không tri tập tứ đế là chúng ta đau khổ, chúng ta sinh, chúng ta đau khổ do chúng ta không có tường tri được tứ đế. Mà Đức Phật Ngài dạy đối với khổ đế cần phải được biết tri, cần phải hiểu một cách mỹ mãn, một cách rõ ràng. Đối với tập đế cần phải động trừ, đối với diệt đế cần phải thành tựu, và đối với đạo đế cần phải tu tập. Tại thế, cái mà chúng ta thấy sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, chúng ta chỉ thấy cái sự khổ xuyên qua cái khổ, và xuyên qua cái sự khổ nó hiện hữu, và chúng ta trốn tránh, và chúng ta không cho muốn cái sự khổ đó hiện hữu. Và của là chúng ta chỉ nhìn thấy sự khổ khi cái vui không còn, cái gì chúng ta cầm, chúng ta nắm, nó không còn hiện hữu nữa. Nếu nó như vậy thì chúng ta cảm thấy vừa lòng. Còn bây giờ nếu như có cái khổ thì chúng ta rất là sợ. Cho nên chúng ta thấy có những cái chúng ta có những cái lúc mà chúng ta weekend, nếu theo bên ngoài tức là cuối tuần, có những buổi tiệc, những cái cuộc buổi họp hội lại, rồi có những cái cuộc tâm sự ăn uống nhậu nhẹt quậy quạng vui vẻ, để làm gì quý vị? Để che cái khổ chúng ta, chứ không muốn cho cái khổ hiện hữu. Chúng ta nói rằng chúng ta làm việc nó mệt cả tuần như vậy, bây giờ cuối tuần thì chúng ta vui. Nhưng sự thật ra mà nói, chỉ bao nhiêu đó thôi, nó cũng hết thời gian. Rồi thì cuộc cuối nào cũng tan, cuộc tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Rồi vần xoay trên cuộc đời, nhật nguyệt tiếp ngày nó như thế, buổi sáng đi làm, chiều về, tối ăn uống ngủ nghỉ, sinh hoạt rồi, mai tiếp tục như thế. Mà chúng ta thấy trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt rồi suốt một cõi u phiền luôn. Cứ như thế, thì cũng sẽ nói như vậy, nên cứ như thế. Cứ như thế, đang nói về cái con người. Chỉ là sự sống của kiếp con người, và chúng ta biết chúng ta luôn luôn nấp né tránh và không muốn cái khổ nó tồn tại. Đối với những người không hiểu biết, người ta cho vậy, cuộc sống như vậy. Cái điều nếu chúng ta thử nghĩ là một lúc coi, quả thật chúng ta cài, chúng ta làm việc suốt cả một thời gian dài, và cuối cùng rồi sao? Lúc đó cái thân xác này nó phải già, và cái thân xác này nó phải hoại, chúng ta phải chết. Rồi lúc đó mới buồn, lúc đó mới khổ sở như thế này thế nọ, và cuối cùng chúng ta không có thể yên ổn mà ra đi. Bởi vì chúng ta còn lại những cái điều chưa vui, chưa thỏa, chưa thích, làm việc chưa xong và chưa có vừa lòng, chưa có thỏa mãn những cái gì trong cuộc tất cả là đó. Đã hiện hữu tới là cái già, cái bệnh, và cuối cùng là cái chết. Đấy là sự thật. Mà cái vui của kiếp con người đó chính là như ngày xưa đó, là có gia cầm, có gia nhân để phục dịch. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta có cái điều kiện khác. Thì ở đó Đức Phật nói những cái đó đó, thì vị chư thiên nói ta vui thích như vậy.
Nhưng ngược lại Đức Phật nói cái đó chính là cái sự khổ đau, cái sự bám biếu vào cảnh thôi, chuyện gì. Cái đó chúng ta sanh ra cái đau khổ chứ chưa chắc là chúng ta được vui, được tốt đâu. Nhớ có một cái bài kinh, nó có một cái chuyện mà nó cũng có nói về con bò. Có một lần Đức Phật nghe thấy một cái người ta đã đánh xe bò đó, người ta đặt cái ách và đặt cái dây vào cái con bò. Cái dây tức là cái sổ cái mũi con bò. Không biết quý vị nào có biết coi như xe bò không ta? Quý vị nếu mà ở đô thị thì quý vị biết chứ ở miền Đông đó, thì nó có cái hay hoặc là cái cài, trâu cài hay là bò cài, nói gì quý vị dễ hiểu á, hay là bò kéo á, thì lúc đó cái người chủ này đặt cái ách lên trên lưng con bò và cột cái dây vào cái mũi con bò đó, thì Đức Phật ngài thấy, thì ngài mới nói, ngài dạy cho các thầy tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, các ngươi thấy cái người chủ đặt vô cái con bò, đặt ách vào con bò, của con bò, cái con bò nó khổ như vậy, nhưng người chủ đó còn khổ hơn con bò. Bởi vì cái người chủ đó phải lo nuôi bò, phải giữ bò, rồi phải lo chăm sóc cái chuyện cuộc sống vợ chồng con cái gia đình sự nghiệp, nó khổ ải vô cùng. Con bò nó bị đặt cái ách lên, thì cái mũi nó và nó phải kéo. Thì trong cuộc đời này, cái kéo của chúng ta như chúng tôi vừa nói đó, cái kéo cho công ăn chuyện làm, cho cái sự sống, cho cái trách nhiệm, cho cái đối nhân xử thế, cho cái trong ngoài, rồi cho cái gia đình. Và đây thì chúng ta thấy cái gì khổ đức chức á, quý vị, những người xa xứ thì có cái áp của những người xa xứ. Những người ở trong đất nước thì có cái ách của trong đất nước đối với chính mình. Là cứ như thế chúng ta vẫn xoay trong cuộc đời. Trách nhiệm bổn phận như thế này, như thế kia. Thì kính thưa quý vị, nó là như thế, cái ách của cuộc đời. Mà chúng ta cho rằng không có, thì chúng ta buồn, chúng ta muốn có. Nhưng quả thật có rồi lại chưa chắc là nó được vui đâu. Cách đây 2 ngày có một gia đình người tới người ta lập, thì 3-4 anh chị em có vợ chồng có con, thái độ tới đầy đủ. Có một cái con đó cô cũng lớn trong nhà, cô đến một mình. Cái con nói tới bây giờ con cũng còn không có gia đình, không có chồng của con, sư ơi. Thì ở đây rồi, mấy đứa em, mấy anh thì có hết trơn, mấy đứa em có hết trơn, con không có. Thì chúng tôi nói, cô biết không? Điều đó cô rất là có phước. Đối với đời thì cho cô như vậy là cô sẽ buồn, cô coi như là không có được hạnh phúc như người. Nhưng theo cái cuộc đời này, cái sự sống này, cô không phải khổ vì chồng, cô không phải khổ vì con. Nếu như chồng cô bây giờ nhậu nhẹt, say xỉn, bài bạc, lung tung, chưa biết chồng nuôi cô hay là cô phải nuôi chồng, chưa biết là chồng khi mà bệnh hoạn rồi ai lo cho ai. Dạ, tôi thật luôn, ở mà dướng vào bài bạc, hút chích rồi, nhậu nhẹt rồi, thì cô biết à là cô nó không có, nó còn hơn. Vậy đúng không? Cô dài dạc con nghĩ như vậy, chính vì con sợ như vậy cho nên con không có. Thì kính thưa quý vị, người ta chỉ nói một khía cạnh đó thôi, vì sợ như vậy. Nhìn cái nhìn của cuộc đời, người ta cho rằng đẹp đôi, xứng đôi, vừa như thế này, lứa như thế kia, nhưng quả thật khổ đau vô cùng. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có chồng, chồng sẽ lo cho chúng ta. Chúng ta nghĩ có vợ, vợ sẽ lo cho chúng ta. Chúng ta nghĩ có con, con sẽ lo cho chúng ta, phải không? Đó là cái quyền suy nghĩ của mình là như thế. Nhưng cái duyên, cái nghiệp của nó lo được hay không? Hình như là ít lắm. Trong cuộc đời này nó ít lắm.
Người mẹ vì thà chết để bảo dưỡng con, cha cũng thà liều chết để che chở, để vì con hết, tất cả sống vì con. Nhưng đến cuối cùng, con của mình nó đi theo cái nghiệp riêng của chính nó. Nó quên cha, quên chính mình, đã quên cha mẹ mình. Sự thật ra cái nghiệp trầm luân sinh tử đau khổ nó vậy. Chứ không phải không ai mà hay, không ai mà giỏi gì đâu. Mà chính là chúng ta. Chúng ta đã làm sai, vô cùng sai. Chính là chúng ta đã tự sai. Còn trong kinh Đức Phật Ngài cũng nói nữa. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy. Dạy cái gì kính thưa quý vị? Ngài nói rằng, con ta, tài sản của ta, người ngu, suy nghĩ quấy, thân mình còn không có, con đâu, tài sản đâu. Thì ở đây chính là một, chúng ta đã sai lầm. Chính thân xác của chúng ta còn chưa chắc nó tồn tại và nó được tốt đẹp, chứ đừng nói chi là chúng ta có con có cái hoàn toàn, chúng ta có được phép, chúng ta được phép suy nghĩ như vậy, được phép nói như vậy, nhưng cái sự chấp thủ, cái sự bám biếu vào người thân của mình, vào của cải của mình, vào vợ chồng con cái, sự nghiệp, tài tiền bạc, tiền vật chất, thì chúng ta rất là đau khổ. Thì chúng ta đâu có thấy cái điều đó. Chấp vào cái gì? Chấp vào cái thị dục của chính mình. Tức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng. Chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Chúng ta chạy theo nó. Mà cái này do cái gì? Kính thưa quý vị, chính do vô minh này. Nó che khuất chúng ta không thấy. Chúng ta thấy người đó đẹp. Chúng ta thấy người đó ái thể khả lạc trong mắt mình. Tiếng của người đó rồi, hay hoặc là vật chất cũng vậy, nghe ngửi nếm đụng chạm, chúng ta vừa lòng và chúng ta báo biếu chấp thủ như vậy. Và chính vì cái sự chấp thủ đó mà nó sinh ra cái gọi là cái camadithi, cái dục sanh y nó xuất hiện. Chúng ta nói một vòng của chính của duyên khởi một chút xíu. Chính vì vô minh này cho nên chúng ta không thấy, chúng ta không thấy được cái khổ, mà chúng ta tìm, xin nhắc lại, tìm tránh khổ, né khổ, nhưng trên cái nhìn của bậc trí tuệ, trên cái nhìn của cái sự tu tập, thì trong cái lạc đó đã chứa đựng cái khổ, hay trong cái phúc hành đó đã là bao nhiêu cái khổ. Bởi vì sao còn phải sanh y, còn phải sanh trôi sanh tử? Chính vì vô minh là nó duyên cho hành. Ở đây chính là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, tức là hành động thiện, hành động ác và các cõi trời do thiện chứng. Cái bất động hành đó là sanh về các cõi trời do động ở các cõi trời đó, các cái cõi của thiện, của dục giới và của sắc, vô sắc giới, của vô sắc giới, của chánh sắc giới và của vô sắc giới, đó là bất động hành. Còn phi phúc hành, còn phúc hành là những việc thiện, bất động hành, phi phúc hành là những việc ác. Chúng ta tạo cái hành động, chúng ta tạo tác đó. Chính cái hành này nó mới duyên cho thức. Thức ở đây chính là 32 quả thức tái tục. 32 quả thức tái tục này nó dẫn dắt chúng sinh tái sanh tử. Thức ở đây chính là thức quả tái tục. Nhớ rõ như vậy. Thức trong thập nhị duyên khởi là thức quả tái tục. Chứ không phải thức mà để có sự cảm nhận, có cái sự sự tình này, cái sự việc kia, chính là thức quả tái tục. Mà chính thức quả tái tục này nó mới duyên cho gì? Thức ở đây nó duyên cho danh, thức duyên cho sắc, thức duyên cho danh và sắc ở các cõi ngũ quẩn, cõi tứ danh quẩn, cõi nhất quẩn, đặc biệt như vậy đó quý vị. Thì ở đó chính là gì? Bây giờ nói là sanh về cõi ngũ quẩn này, tức là kiếp con người này. Và kiếp con người này với cái danh sắc này, thì có danh sắc thì có sáu cái gì? Có sáu cái đường dẫn, hay sáu cái cửa, sáu cái môn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, ý căn, hay là ý môn, hay là ý nhập, hay là nhập đó. Sáu con đường dẫn để dẫn vào đó. Thì có sáu con đường đó thì phải có cái gì? Nhập có mặt, nó dẫn vào, thì phải có cái sự tiếp xúc đặt dẫn vào, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này mới tiếp xúc,
Bởi vì do có căn, có cảnh, có thức thì súc sanh. Căn, cảnh, thức, súc sanh. Súc sanh thì cảm thọ, biết mùi, biết hương, biết giận, biết hờn, biết khổ đau, biết nóng lạnh, vân vân. Nói chung là cảm thọ. Bởi vì ở đây chính lục súc nó duyên cho, hay là chúng ta lục nhập duyên cho lục súc. Lục súc sẽ duyên cho lục thọ, nhãn thọ, nhĩ thọ, thị thiệt thọ, thọ và ý thọ. Ý thọ này, xin lỗi, sáu cái thọ này, sáu cái lục nhập duyên cho lục thọ này, lục thọ này nó mới duyên cho lục ái. Đây, lục ái đó, thì chúng ta thấy cái gì sinh khởi đây? Đây, kính thưa quý vị, toàn bộ chính là cái gì? Cái kamopatthi, tức là sự chấp thủ bám víu vào cảnh của dục. Mà như là chúng như người có con bò thì người ta chấp cái con bò là của mình. Con bò đó là của mình, tài sản này là của mình. Quý vị còn nghe chúng tôi nói rõ không? Thưa quý vị còn nghe đang nói rõ không ạ? Dạ cảm ơn sư thầy đi. Dạ cảm ơn cô nữ tình hành. Thì chính là cái người mà chấp con bò đó mới khổ. Cái ái đây chính là lục ái. Lục ái này chấp cứ như vừa lòng, khả ái, khả hỷ, khả lạc đối với cái mắt tai mũi lưỡi thân và ý này chấp thủ. Bắt đầu ái khả, tức là hướng cái lạc, nếm cái lạc, cái trạng thái của tham là thỏa thích và bám biếu cảnh đó, vừa lòng với cái cảnh đó chấp, thì vừa lòng với cảnh đó thì chấp thủ cái cảnh đó, thì lục thủ khởi sanh. Giữ gìn con bò này của mình, cho nên mình phải giữ gìn nó. Như chúng ta có chiếc xe, quý vị biết chúng ta có chiếc xe mới khổ lắm, có một cái đồ mới chúng ta khổ lắm, như có cái cell phone hay là có cái gì, nói chung là nó mới mà nó đắt tiền một chút xíu, thì quý vị phải cẩn thận, phải giữ gìn vô cùng mệt mỏi. Cái chiếc xe chúng ta mua nó đắt tiền, hay là chúng xe chúng ta phải bỏ tiền chúng ta mua mà chưa biết là chúng ta vui bao nhiêu, mà chúng ta giữ gìn nó khổ vô cùng là một việc. Còn việc thứ hai nữa là cái gì? Như Việt Nam khi đi mà nó cọ quẹt, khi đi mà nó xảy ra tai nạn, thì quý vị biết thấm muôn ngàn cái khổ cho cái việc mà nó xảy ra cái tai nạn. Thì nó chính gì? Chấp thủ đó chính nó mệt lắm. Và con mình cũng vậy, tài sản mình cũng vậy. Khi chúng ta chấp thủ như vậy thì xem như là chúng ta đã làm, đã tự mình cột trói mình, tự mình đau khổ mình. Mà khi mà chúng ta đã tự mình gây ra cái niềm đau nỗi khổ cho chính mình, thì chúng ta phải nói rằng là chính tự chúng ta thôi, chứ không ai mà gây chúng ta khổ đau bao giờ cả. Mà chính mình đã gì, mình đã bám chấp giữ cái của mình đang có đây. Mà sự thật ra một chuyện, nếu như chúng ta mà biết được, hiểu được thôi thì nó là như vậy đi, nó hư chúng ta cũng khổ, xe mà nó chết dọc đường cũng khổ, rồi mà nó hư, nó tai nạn, nói chung trăm muôn ngàn cái khổ, chưa biết là chúng ta vui thích được bao nhiêu. Nhưng điều mà cái khổ nào ập tới là cái sự bảo dưỡng bảo dịch cũng vậy. Như con của chúng ta chưa có con hết, thì chúng ta mong cho có con được rồi, nếu như ý mình thì thôi, bắt đầu nó quậy từ đoạn này, nó quậy qua đoạn nọ, nó quậy từ cái này qua cái kia. Dạ. Thì chính cái thủ này là chúng ta bảo bọc giữ gìn nó, chấp thủ nó, như nó đâu như ý muốn mình được. Mình có cái quyền thích, mình có cái quyền đòi đó, nhưng còn cái duyên đó chính chúng ta có thể làm được, có thể đạt được, có thể không đạt được, và có cái sự tốt đẹp hay là cái sự không tốt đẹp là do cho chính mình. Dạ. Cho nên vì vậy chúng ta, nếu chúng ta tu
tu tập một chút xíu thì chúng ta mới thấy rằng à, thì ra phải nói rằng là Phật này rất tuyệt vời, Ngài chỉ dạy cho chính, Ngài đã chỉ cho chính chúng ta cái sự trầm luân, cái sự sanh tử, cái sự đau mà chính chấp thủ này giữ không được, bảo hoại gìn giữ không được, thì quý vị biết cái gì nó khởi sanh? Chính là cái gì? Nó bị sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị sự vô ngã. Khi bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã nó khởi sanh lên đó, thì kính thưa quý vị, chúng ta đau khổ vô cùng. Mà khi chúng ta đau khổ vậy đó, hoàn toàn như là chúng ta mất con, mong cho có con, hay chúng ta sợ chết, bị chết, chúng ta rất sợ chết, chúng ta muốn sống thì sống sẽ có. Tức là lúc đó thủ giữ không được thì nghiệp hữu khởi sanh. Thì đó chính là sanh hữu nghiệp hữu, hữu có mặt. Lục thủ này sau khi đã xuất hiện và nó bị sự biến đổi thì mà giữ không được thì kính thưa quý vị, thì lúc đó cái gì? Sanh hữu, tức là tạo thành một kiếp sống mới cho một chúng sinh như thế, để có được, để chúng sinh đó đạt được. Quý vị xin quý vị chờ chúng tôi một chút xíu. Tôi về xin ngày mai. Thì kính thưa quý vị, thì chính là chúng ta bây giờ chết, mình sợ chết, mà mình phải chết cho mình muốn sống được, thì cái hữu này, cái sanh hữu này nó sẽ xuất hiện. Thì cái sanh hữu có mặt để nó dẫn đi cho chúng ta ở cái gì, ở cái dục giới, cái sắc giới, cái vô sắc giới này, hay là chúng ta đọc cái này nè, do cái gì, cái sở hành sanh y đó, cái sở hành sanh y của chúng ta nó sẽ làm việc. Và chúng chính do cái phiền não đó, do cái sự chấp thủ của chúng sinh, chúng tôi sẽ nói về chấp thủ. Chính vì cái sự cái sở hành sanh y đó, nó tạo tác, nó dẫn dắt chúng ta, sở hành nghiệp của chúng ta tạo lên cái quả của cái đời sau đó. Đó là hành, nó duyên cho cái thức. Nhớ rõ cái hành đó, nó duyên, chính là hành duyên cái thức, nó dẫn cho chúng ta cái sanh hữu này, chúng ta sanh đến sanh tiếp tục, mà do cái nghiệp hữu nó dẫn đi về đâu, dẫn đi về cõi dục, dẫn đi về cõi sắc, dẫn đi về cõi vô sắc, hay là nó dẫn về chúng ta ở cõi vui, cõi khổ. Như là chẳng hạn như là cái sở hành chúng ta phi phúc hành thì về cõi khổ. Khổ tức là địa ngục bằng sanh Atula, ngạ quỷ. Còn cõi vui tức là phúc hành dẫn về cõi người, cõi trời. Đó là các cõi dục. Rồi nếu như sao thì chúng ta an trú các thiền chứng, đó là phi phúc hành. Chúng ta đắc chứng các thiền chứng của sắc giới hay của vô sắc giới, thì cái sở hành này nó sẽ đưa chúng ta về đó. Cái hữu để chúng ta tái sanh về đó. Mà khi chúng ta thọ hưởng được đó thì tái sanh về đó. Thì kính thưa quý vị, thì tiếp tục nó có cái gì? Nó có cái già của cái chết, của cái sầu bi khổ não, tiếp tục bị già chết, sầu bi khổ ô não nó xuất hiện nữa. Chính già chết sầu bi khổ ô não có mặt và xuất hiện, cho nên chúng ta đau khổ. Chúng ta đau khổ hoài hoài. Chúng ta không bao giờ được an lạc, chúng ta không bao giờ được an vui. Tại sao chúng ta không được an lạc, không được an vui? Chính do cái khổ này làm nhân, cái khổ này làm duyên. Một người tu tập có một sự định tĩnh, có một sự vững tâm, có một sự xác định rõ ràng thì người ta mới biết được nó không dễ dàng buông bỏ. Biết cái tật tánh xấu của tất cả chúng sinh đó, là rất sợ chết, tham sống sợ chết, chấp thủ hết à. Hay là chính là chúng ta bỏng sáng, ganh tị, tật đố. Cái như thế chúng ta rất khổ mà chúng ta không thấy. Tuyệt vời lắm quý vị. Tôi mong nhiêu đó thôi. Nhưng ai sẽ là quyền để định đoạt? Ai sẽ là có quyền để định đoạt? Ai sẽ có thể định đoạt cái kiếp sống cuộc đời của mình? Không ai có quyền định đoạt quyết định cuộc sống của đời mình. Không có một thần linh thượng đế nào dẫn dắt cho ta đi đâu cả, mà chính ta là thừa tự cái nghiệp của mình. Đây chính là sở hành nghiệp đó. Chính là chúng ta thừa hành theo cái sở hành sở nghiệp của mình. Chứ không ai tạo cho ta, không ai dạy cho ta, không ai bảo ta, cũng không ai giúp cho ta cả. Mình chính chúng ta thừa tự với cái
cái hành nghiệp của mình, cái hành nghiệp của mình đã tạo thế. Và chúng ta phải chịu cái sự đau khổ, chịu cái sự buồn khổ, và thế là già chết rồi bị khô não. Chúng ta nhớ rõ, ngay chỗ sanh hữu nghiệp hữu, giữ không được vô thường của não vô ngã nó tới. Thì nói dựa trên tinh thần của kinh văn thì nói đến cho chúng ta biết, chính vì của dục sanh ý này, chúng ta bám vào cảnh của con mắt, của cái tai, của cái mũi, của cái lưỡi, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này, từ năm cái này nó đưa chúng ta không biết bao nhiêu là cái khổ rồi. Thì cũng vậy, thì trên cái tinh thần đó, tất cả chúng sinh già chết rồi bị khổ não, cho nên thường thường nói chúng ta luân hồi, luân hồi, luân hồi, luân hồi. Trong kinh Đức Phật đã dạy, này các thầy tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, chính do vô minh mà chúng ta không biết đây là khổ, đây là sự chấm dứt, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường để đến sự chấm dứt khổ, mà chúng ta và các thầy phải bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Rất ghê như vậy. Cho nên chúng tôi thường nói, và quý vị cũng nghe chưa, tăng thường nói, chúng ta ra vào tam giới này rất là nhiều lần, chưa có chỗ nào chúng ta chưa tới, chưa có cõi nào chúng ta, cõi phàm phu, cõi phàm mà chúng ta không đặt chân tới. Chỉ có năm cõi ngũ tịnh cư mà chúng ta chưa đặt tới đó thôi. Bởi vì cho đó là cõi thánh, các vị thánh hữu học chứng đắc tam quả tứ thiền sau khi chết, thì các vị đó sẽ ngũ tịnh cư. Dạ. Thì ở cõi tịnh cư đó, các vị ở cho tới khi nào mọi vị đó chứng đắc thánh đạo thánh quả và diệt tận ở tại chỗ đó luôn, biến mất tại chỗ đó. Dạ, thánh đạo thánh quả nằm tại chỗ đó. Thì chúng ta thấy do cái gì? Do vô minh. Chúng ta đã vào ra ở trong tam giới này không biết bao nhiêu lần, trong trầm luân sinh tử đau khổ. Nhưng kính thưa quý vị, cuộc sống sinh tử trầm luân nó đau, nó vui ít mà nó khổ nhiều. Nó được may mắn thì rất là ít, mà được bị khổ đau thì rất là nhiều. Thật là lâu. Có một con người duy nhất của chúng sinh vi thường xuất hiện trên thế gian, vì hạnh phúc, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, đó chính là Đức Phật, tức là chính là Đức Thế Tôn Bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, thiện thể thế gian giải, tiêu ngữ thượng phu, tiên nhân sinh Phật Đà Thế Tôn. Thì thật ra trong kinh cũng vậy, sự xuất hiện của đó, người đó thật là khó gặp, duyên mai mới gặp được người đó. Và sự xuất hiện của người đó chính là đại quang đại minh, sự xuất hiện của con mắt lớn, sự xuất hiện của tất cả chúng ta, mà người sự xuất hiện của người đó mới khai mở, mới dẫn lối cho tất cả chúng ta về cái bờ giác. Sự thật ra mà nói, cái khổ của chúng ta nhìn ở về cái một cái khổ của thân xác này, coi như là cái khổ của sanh, của tử, hay là thương xa ghét gần, nói chung là tám ngọn gió đời đó, thì cái khổ đó là cái khổ mà chúng ta mới chỉ biết như vậy thôi, chứ chưa có tường tri, chưa có liễu tri, chưa có thật sự sợ hãi và nhàm chán. Cũng như đối với các bậc thánh hữu học, khi các ngài đã thành tựu dự lưu, sự thật ra trên cái nhìn của chúng ta thích, chúng ta chứng đắc tu đầu quần là chúng ta khỏe rồi, chúng ta an lạc rồi, chúng ta có thể đi du lịch quanh rồi bảy kiếp nữa, thế là chúng ta cũng đắc thánh, không phải như vậy quý vị. Khi mà dự lưu thì vì ấy rất là nhàm chán, cầu mong cái sự chấm dứt khổ, chúng ta phải nhớ như vậy để ngoài họ tiến tu tiếp tục nữa. Đó là cái sự thật như vậy, chứ phải như chúng ta cái tâm Phật nghĩ như vậy. Ở đây cái người chủ của con bò thì khổ vì bò, và cái người có cái sanh y thì khổ về cái sanh y. Sanh y đây chính là cái gì? Chúng ta sanh ra trong cuộc đời này đã là một cái khổ. Người cha có con thì sầu muộn đối với con, cha đối với con sầu muộn, bò thì sầu muộn, và người sanh y thì sầu muộn. Bởi vì cái sanh y mình sống biết bao lâu nữa đây, dịch vừa rồi mình chết biết mình đi về đâu, nó như thế nào nữa. Và đó chính là một cái điều, tài sản này liệu nó còn tồn tại hay không,
là sợ, rất là sợ mất mát. Và con này, con của chúng ta nó có tồn tại, con của chúng ta nó có tốt đẹp hay không, hay là con của mình rồi về sau nó quậy quạt của mình, nó sẽ ốm đau, con sự của mình nó sẽ ngu dốt, công con của nó sẽ bị thiệt thòi vân vân. Thì chính cái đó là cái gì, cái nhân mà chúng ta có, chúng ta phải thụ quả như thế. Rồi cũng vậy nữa, vợ chúng ta liệu có tốt hay không, chồng chúng ta liệu có tốt hay không, thì tất cả là một cái hành hữu, là một cái điều mà chính tất cả chúng ta phải đối diện, chúng ta phải chấp nhận, mà nó không có thay đổi được. Chứ quý vị biết cái sinh, cái đau khổ của chúng ta về cái ngũ uẩn sinh y, chấp thủ vào ngũ uẩn này là sự tồn tại của bản ngã. Khi có cái gì, có đầy đủ tất cả mà chúng ta biết, chúng ta không có muốn bị tổn, chúng ta cho rằng mất cái danh dự, con chấp thủ con người chúng ta là con người sống là có giàu có, hạnh phúc, tài sản vân vân, hay là chúng ta nghèo cũng có cái danh dự của cái nghèo, chứ không phải là tôi không có tiền có của là tôi cũng có cái danh dự. Nói như vậy là nói theo cái đời là đúng, nhưng nói theo cái tinh thần của Phật pháp là cái nghèo nó cũng chấp thủ trên cái khổ của mình, trên cái ái của mình. Mình nghèo tiền, nghèo bạc, chứ mình không có nghèo cái gì, nghèo cái giá trị con người của mình. Chúng ta cũng sẽ bị dẫn như vậy. Còn người mà có được tiền của, tài sản, danh vị, địa vị, danh vọng thì người ta lại càng có cái ngã chấp hơn nữa. Bởi vì chưa chắc là chúng ta có danh vọng, chúng ta là hạnh phúc, chưa chắc của chúng ta lại là được vui đâu. Bởi vì chúng ta phải khổ nữa, phải chấp thủ, phải giữ gìn nó nữa. Và chính vì cái bản ngã này cho nên ta, cái ta này thà chết, người ta cũng nói là người ta cũng quyết bảo vệ, cũng quyết coi như là không sợ hãi, không lo lắng, không tất cả. Nhưng quyền của chúng ta muốn, nhưng tất cả nó bị cái sự vô thường hết. Hay là chúng ta luôn luôn có một cái sợ hãi rồi đi vậy đâu. Sự thật ra trong cuộc đời không có cái giả định mà nó tồn tại. Thí dụ như bây giờ chúng tôi tên Quyền, ai nhắc tới cái chữ Quyền thì tự nhiên mình cảm thấy đụng chạm, cảm thấy khó chịu. Nếu mà chúng ta nghe người ta nói xấu mình, người ta đặt điều đặt, người ta không khen mình, người ta chê mình, thì tự nhiên mình buồn, mình bực bội vô cùng. Bởi vì con người tôi nó có như thế à, tại sao như vậy, con người tôi là tốt à, tôi hay à, tôi giỏi à. Thì chính chúng ta như vậy thì cũng là chúng ta đã che chắn, chúng ta đã sợ hãi cho cái bản ngã của mình. Chứ còn sự thật, trên cái tinh thần tu, nghe thì chỉ biết nghe, thì mọi việc nó an lành. Thấy thì ghi nhận cái tất cả cái cảnh này nó giả tướng, giả định. Rồi người ta nói cái gì nói, rồi cũng sẽ đi, rồi cũng sẽ thời gian, nó sẽ trả lời thời gian. Và chúng ta cũng sẽ có nhiều cái điều này và thứ nọ, chúng ta luôn luôn bảo vệ nó, chấp thủ nó. Và chúng ta thấy ai đụng chạm một cái là bực bội. Nhưng sự thật ra nó đâu có cái gì cần thiết phải oán hờn không, cần thiết phải chấp thủ không, rồi cũng sẽ ra đi. Thế giới là vô thường, thế giới cuộc đời này nó vô thường, cuộc đời này nó vô sở hữu, cuộc đời này nó là vô hộ, vô chủ, ra đi bỏ tất cả. Chúng ta định lựa, chọn lựa là cái quyền của chúng ta, lựa chọn lựa, chấp thủ nó. Nhưng bị cái gì? Sankhara, các pháp hành. Nó như thế và nó sẽ ra đi. Bởi vậy cho nên có những cuộc chia ly, có những cuộc đau khổ giữa mẹ cha mất con, cha mẹ, mẹ cha mất con, rồi con mất cha mẹ, rồi chúng ta mất của cải, chúng ta mất danh dự, vân vân, tất cả nó phải ra đi, không sớm thì muộn. Bởi vì chính không có con đâu, tài sản ở đâu, nhưng đụng chạm một cái là chúng ta khởi lên cái tâm bực bội, cái tâm khó chịu vô cùng. Lạ lắm quý vị. Bởi vì mèo đau khổ với sinh tử. Rồi tâm bình nhật của mình nó ganh tị, bỏng sẻn,
người ta không muốn người ta hơn mình. Mình có, mình chi chiết câu thúc tất cả mọi thứ, một đời sống luôn luôn chấp thủ. Còn chưa nói nữa, quý vị biết là chúng tôi nghe thường thường chúng tôi nói à, quý vị coi là quý vị nói cho là mình tu lý tưởng bát nhã, coi như là hay là tu tập cái gì cao cả lớn nhất ha, mà thử quý vị thử, chúng tôi nói cho thân sinh nghe đó. Hôm nào quý vị về mà sư phụ hoặc là thầy hay là sư bà sư ông gì đó mà chúng ta quên chào quên hỏi, hay chúng ta không thương không hỏi đi, thì chúng ta sẽ bị quở trách, hay là chúng ta bị thiếu sót cái này phạt vạ cái kia, bị trách móc cái này, bị phiền muộn cái nọ, thì cái đó nó cứ lặp đi lặp lại. Cái thưa quý vị, nói cái miệng là chúng ta cứ nói là bát nhã, coi như có không, nhưng sự thiệt ra ở trong cuộc đời này cái sự chấp thủ nó rất là ghê. Người ta không lại mình, người ta không chào mình, người ta không không tốt đẹp với mình không vừa lòng. Tại vì tôi lớn hơn à, tôi là thầy à, tôi là cha à, tôi là mẹ à. Thì sự thật ra cái giáo dẫn đó nó chỉ là một hình thái của gọi là cái đạo đức cuộc sống. Con phải thưa cha thưa mẹ, phải thưa ông thưa bà vân, mà sau đó rồi mà chúng ta buộc, chúng ta nói rằng mày là con tao, mày là cháu tao, mày là đệ tử của ta, đây là của mình vân vân vân, thì tất cả khi nào mà nghĩ tưởng tới đó thì là đau khổ. Sáng cho mấy giàu, mấy cũng đòi một kiếp, cũng một kiếp con người thôi, mà lẽ tử sinh nó đeo đến đuổi kiếp con người. Thân tứ đạo để đâu, thân tứ đại để đâu, làm chắc kia sánh tử thấy liền trước mắt. Dạ buôn việc điều nương mấy tất hơi, hơi vừa dứt rồi việc đời cũng chấp dứt, nào của cải vợ chồng con cái tiền bạc nhắm mắt rồi có đem theo cái gì đâu, có nắm theo cái gì cái đâu. Tại vì các pháp nó vô ngã mà, tự mình chấp, tự mình cho nó là như thế, nhưng nó không phải là như thế đối với chính mình. Thật sự vậy đó quý vị. Khi chúng ta hiểu được, khi chúng ta biết được, thì cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng nó là chỗ này. Bởi vì cuộc đời có vui thì cuộc đời có buồn, cuộc đời có sanh đời có gì? Cái gì sanh sự thì sự sanh, mà sự sanh thì cái đó nó sẽ diệt cái nhân quả của chính nó. Và chúng ta nhớ có một lần tức là chúng ta nhớ lúc mà ngài Xá Lợi Phất của Bát Thí Xá coi như là ngài Xá Lợi Phất cùng với ngài Một Kiền Liên tầm cầu giải thoát á, tầm cầu đạo giải thoát á, thì một người đi về phía tây, hai huynh đệ chia nhau ra đi. Nếu như ai tầm cầu được giáo lý thì sẽ truyền dạy lại, sẽ báo lại, sẽ chỉ lại cho người kia biết. Thì ngài Xá Lợi Phất một hôm ngày đi trên đường, ngài thấy có một vị sa môn với cái đạo hạnh oai nghi, tế hạnh rất là nhẹ nhàng, rất là khoan thai, không có bị vướng mắc, không có bị câu thúc, không có bị cái sự khổ đau gì cả. Bắt đầu ngài Xá Lợi Phất mới lần lần đi theo. Và sau khi đó, bắt đầu ngày, đó là ngày Sáu Chí, sau khi đi khất thực xong, ngày mới dừng lại, bắt đầu ngày ngồi xuống ngày và để họ thực. Thì ngày Một Kiền Liên lại mới xin phép để con phục vụ cho con chăm sóc ngày. Thì ngày Sáu Chí chấp nhận. Sau khi thọ thực xong, thì bắt đầu ngày Xá Lợi Phất mới hỏi. Ngài đạt chứng được cái pháp môn gì, xin ngài hãy truyền dạy lại cho con. Sao con nhìn ngài, chiêm nghiệm ngài, chiêm ngưỡng ngài, thánh đức của ngài quá cao quá lớn. Thì ngài A Sa Chi nói, ta không có cái gì cả, ta cũng phải chẳng cũng phải là một cái gì là ghê gớm đâu. Và hỏi gì chứ ngài là đệ tử của ai, thì ngài học được cái gì, ngài truyền trao lại cho con cái đó, chỉ cho con cái pháp đó. Nếu như mọi người muốn nghe thì ta sẽ nói. Thì ngài A Sa Chi bắt đầu truyền dạy cho ngài Xá Lợi Phất. Thì tha ma he tu pa pa te san sa che cha ma ha sa ma đô, các pháp
có nhân sanh thời các pháp và chịu quả diệt của nó. Đây là lời dạy của Đại Tài Sa Môn Cồ Đàm, Đức Phật Tổ Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, mà chính ta đã thọ trì, mà chính ta đã được nghe, mà ta đã được chứng nghiệm, và ta đã thực nghiệm, ta đã thực chứng. Khi Ngài Xá Lợi Phất với cái trí tuệ tuy là còn phạm, những điều cái trí tuệ của Phật thượng thủ tinh văn đệ nhất nghe được một câu kinh như thế, Ngài quán xét và chứng đắc Tu Đà Quần tại chỗ đó. Và thế là Ngài sinh bắt đầu vào xuất gia và làm đệ tử của Đức Phật và đi về tìm gặp Đức Phật. Và sau đó bắt đầu Ngài mới tìm về cái ngày Một Kiền Liên, thì Ngài Một mới chỉ dạy và hướng dẫn qua Một Kiền Liên. Đến cùng hai huynh bắt đầu tu vào trong cái giáo pháp của Đức Phật. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện này quý vị đã được nghe, nhưng xin nhắc lại để cho chúng ta thấy cái giai thoại đó, cái câu kinh đó nó là cái câu kinh huyền thoại luôn. Bởi vì nó nghe các pháp có nhân sanh, thời các pháp phải chịu quả diệt. Đây là lời dạy của Đức Đại Sa Môn. Thì các pháp hành là vô thường. Chúng ta biết cái tuổi thọ của các cõi chư thiên nó rất là lâu. Một cõi người của chúng ta 50 năm mới mới là một ngày của cõi tổ tứ đại thiên vương, và một ngày của cõi trời đổi lại 100 năm của kiếp người. Thật sự kiếp người thì nó ngắn lắm. Cấp thủ làm gì, giận hờn làm gì, quản hờn làm chế. Thì mà rồi cái cõi từng cõi cao hơn nữa, bắt đầu ở cõi dạ ma đấu sức tha quá tự tài quá lãng thiên. Thì từng cõi đó nó cao, nó lâu, thật là lâu. Và nó còn ở cõi sắc giới, cõi sơ thiệt, cõi nhị thiệt, cõi tam thiệt, cõi tứ thiệt, vân vân, vô phiệt, cõi nghiện điện, kiến sách, cõi cách, vân vân. Cứ cho các cái cõi thiền nó thật sự nó lâu về cái tuổi thọ. Và ngay cả, rồi tiếp đến cái cõi vô sắc, không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu, vi tử xứ, các cõi vô sắc đó, nó lại thật là lâu nữa. Lâu vô cùng lâu. Mà cả nhiều kiếp trái đất này, nhiều kiếp thành trụ quại không của kiếp trái đất này. Để rồi các vị đó không biết chấm dứt tuổi thọ chưa nữa. Nhưng trên cái nhìn của bậc trí tuệ của bậc thánh thì là cái pháp hành thôi. Nhân sanh nó có và nó phải kết thúc. Chúng ta ở các cõi thiền đó, nó hưởng thiền lạc sống mà. Cái cõi chư thiên hưởng được cái lạc mà do cái dục sanh khởi, hay là do chúng ta làm các việc thiện, các việc lành để chúng ta được cái kết quả lạc, tức là kết quả lạc là lạc của cõi người hay cõi trời, mà đặc biệt cõi trời thì chúng ta đầy đủ thiên lạc, tức là sắc thân khí bị xúc pháp một cách đầy đủ, hưởng lạc một cách tốt đẹp dài như vậy. Nhưng cái đó nó cũng rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, nó không có tồn tại như chúng ta, tâm tư của chúng ta suy nghĩ. Và kính thưa quý vị, bởi vì chính vì cái mà chúng ta thấy, chúng ta chấp cho cái gì, cái cuộc sống này bây giờ nha, mình lớn rồi, mình già rồi, vân vân, mình được cái này, vượt được cái kia, mình thủ đắc với cái gì, với cái chuyện của mình đang sống, với cái lẽ sống của chính mình. Cái cả như vậy, kính thưa quý vị, rồi cái sự vô thường, vì chúng ta thấy cuộc sống này nó đe dọa, cuộc sống này nó vô thường, cuộc sống này nó không tồn tại. Chúng ta muốn tồn tại, nhưng cái nghiệp quả của chúng ta, nghiệp duyên của chúng ta không tồn tại. Như một người chỉ một đêm họ sẽ đổi đời, cũng một đêm hay là một giờ đó họ sẽ mất tất cả, một giờ đó họ sẽ có được tất cả. Tại sao như vậy? Do cái duyên, cái phước mà cái vừa nãy có cái nghiệp cũ của họ đã tạo. Không ai tạo cho mình cả, mà chính mình đã có. Và vốn cũng như là chúng ta gặp nhiều, bắt đầu chúng ta gặp một cái duyên mang. Bởi đừng bao giờ xem thường một người nào. Chính thưa quý vị, cái sự tu tập, đừng bao giờ chúng ta thấy một chúng sinh nó đang khổ sở, một chúng sinh nó đang đói khát, đang ngu dốt, một chúng sinh nó đang khổ sở, coi như hèn mạt, mà chúng ta khởi lên cái ý mà chúng ta xem thường, hay là chúng ta hại họ, thì kính thưa quý vị,
hay chúng ta cười trên cái sự đau khổ của chính họ thì chúng ta coi chừng. Bởi vì nhiều khi đó đó là những vị Bồ Tát hay đó là những người có nhiều cái thiện duyên thiện phước, nhưng họ đang bị trả cái quả nghiệp. Không có thể thấy được do chúng ta, do vô minh nó che bước, chúng ta không thấy. Và cũng như chúng ta biết là một cái nghiệp của họ đang ở trong kiếp này hay là đang trong một cái giai đoạn nọ mà chúng ta xem thường họ, thì đó chính là chúng ta mất cái phước của mình, mất cái duyên của mình, và chúng ta tự sẽ bị tạo một cái phi phúc hành rất là lớn lao, một cái hành động ác cách, tức là sự xem thường, khinh miệt, đối xử, phân biệt vân. Ở trên đây Đức Phật dạy cái sự từ tâm, cái sự thương xót đối với tất cả chúng sinh, cái metta karuna, có cái lòng từ, biết thương xót, biết cái cả cảm thụ của họ với chính mình. Mình không có chửi mắng, mình không có đánh đập họ, mình không có gây khổ cho họ. Chính mình cũng khổ khi mình nghe một cái tiếng chắc chửi bới thì nghe chúng ta chịu không nổi. Khi người ta đánh mình, cái cảm giác của thân thức này nó đau khổ thì chúng ta cũng không đánh được. Thì như thế thì chúng ta mới có một cái tâm cái gì. Chứ còn không thì chúng ta tạo ra nhiều cái quả ác xấu trong cuộc đời này. Chỉ một cái phút chốc thôi, do tâm này, do ý này, khởi sanh thiện ý, khởi sanh ác ý, sẽ là kết quả dị thục. Mà nếu như nặng nề hơn, ý này nó dẫn đầu các pháp đó, là do các pháp đó, do khẩu phối hợp, do thân này phối hợp, thì làm các việc ác. Và chúng ta phải khổ đau, trầm luân sanh tử ở các cái cõi khổ. Chúng ta thường chúng ta nhớ, bởi vì Đức Phật ngày dạy chúng ta cần phải tu tập, cần phải thu thúc, cần phải gìn giữ, cần phải điều phục tâm của mình. Để chi? Để tâm của mình nó không phải nó không phải bị phóng dật, nó không nó chi phối. Đó là sự thật, không bị tâm ái chi phối. Nhờ vậy mà chúng ta mới được an lạc, cho việc chúng ta mới được cái kết quả giải thoát. Chứ còn không, mà nếu quý vị biết như trong kinh Pháp Cú chúng ta nghe được, mano bhagama thamma mano sita mano maya mana sike và đút thề na phá sự bị quan cả đôi bị quan tát tô năng mang về tiếp chắc căn hòa hạt tô và đặt thầu và cha gia hoa hoa hạt tô và đặt tâm ý dẫn đầu các pháp, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác, nó hay làm bằng hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau, như thì bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Hay là tâm ý dẫn đầu, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác, nói hay làm bằng hành động thiện thì an lạc sẽ bước theo sau như bóng không, không rời thân. Thì bao nhiêu đó thôi, chúng ta mới thấy là cái tâm của mình nó rất là ghê gớm, và cái sự chấp thủ của mình lại càng ghê gớm hơn. Mình chấp thủ sắc đẹp, sắc quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn này là ta, là của ta, rồi chấp vào cái bản ngã, chấp vào cái bản thể nó, và cái ngũ quẩn này mai mốt nó sẽ, mình sẽ sanh về như thế nào, kiếp sau mình sẽ ra sao, và được như thế nào, được như thế này, được như thế kia. À, xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi nói được hay không ạ? Chúng tôi đang ngồi trên xe từ ở chùa Bổ Đức đi về Quảng Nghiêm, cho nên vì vậy em biết nó còn nghe được hay không. Quý vị nghe chúng tôi đang nói rõ không? Dạ, cảm ơn chúng ta, cảm ơn Trần Đạo, để cô Bình Thông. Chính chúng ta khổ thôi, chúng ta chấp thủ vào cái đó, chúng ta khổ thôi, chứ không có cái gì. Mà không dễ dàng đâu quý vị, không dễ dàng mà từ bỏ cái chấp thủ này. Quý vị biết đời là vô thường không? Biết đời là khổ não không? Biết đời là vô ngã. Biết như vậy. Nhưng bảo chúng ta bỏ hết đi, tu đi, bỏ đi. Nó là một chuyện khác. Biết là một chuyện, nghe là một chuyện, hiểu là một chuyện, hiểu một cách như thế là một chuyện. Nhưng kêu bỏ chưa chắc bỏ. Mà luôn luôn phải sợ sệt. Bởi vì sao như vậy? Do chúng sinh,
tham ái khởi sanh. Tôi nói thành thật, tự nhiên hồi chiều này chúng tôi ngồi, chúng tự nhiên chúng tôi có một sự suy nghĩ nó quái đản. Cái tự nhiên mình ngồi cái mình nghĩ, tự nhiên bây giờ nếu trên trường hợp mình dính kẹt ở trong một cái vách tường, mình đi vô được mà mình ra không được, lúc đó không kêu không ai nghe thì sao đó. Chúng tôi suy nghĩ như vậy thôi. Cái chúng tôi giật mình, tôi nghĩ lúc đó chắc là chết. Chứ mình ra không được, mình đi vô rồi mình bây giờ mình tự nhiên mình lách vào hai cái kẻ đó, đó mà chui vào rồi thì không thể ra được nữa. Mà lúc đó nói không ai nghe, kêu không ai, thì lúc dòng tương tự chúng tôi mới suy nghĩ, thì nếu như mình có cái duyên nhất ta sẽ gặp, mà không có cái nghiệp mà tử nó tới thì chắc chắn mình sẽ chết, đó là như thế, chứ có chuyện gì đâu. Thì chúng tôi bình tĩnh là cái mình ngồi cái mình niệm là gì ra, mình nó bắt nguồn từ cái gì, có lẽ từ cái chuyện gì đó mình lo lắng, mình sợ chết, thêm mình sợ bệnh hoạn, mình sợ cái nạn tai như thế này thế kia, mà tâm tư con người mình như vậy. Đây là cái tư tưởng nó sai. Mình nghĩ như vậy đó, hay mình nghĩ bây giờ tự nhiên cái mình, hay là mình ngủ cái mình nghĩ bây giờ cái mình tai biến cái chút xíu, hoặc mình đột quỵ gì trong phòng rồi không ai thấy không ai nghe vậy, tự nhiên cái sự liên tưởng nó đi nghĩ như vậy. Nhưng quý thưa quý vị, cái đó là do cái gì mà mình suy nghĩ như vậy? Đây, do cái gì? Do cái ai sống? Do mình sợ, mình sợ bệnh, mình sợ mình sẽ thật sự như vậy, nó chứ không có cái gì. Thì cái lý nó như vậy, thì ra do chúng ta khiếp sợ nó nhiều thứ quá. Do chúng tôi cũng đọc thấy cái tin là ở bên Ấn Độ nó đang cứ như bị cái dịch sát nó nhiều, chết cái số lượng mà bất ngờ, mà trở tay không kịp, và đến nỗi mà không có củi để tiêu, rồi chết hàng đống như vậy, không có giường khí oxy để thở. Thì do cái nhân nó dẫn tới như vậy, từ cái chết đó mà nó tác động qua cái tâm của mình. Thì mình nghĩ, đó gì? Bây giờ, ở đây chính là cái gì? Chấp ngũ quẩn nó khổ. Tại sao như vậy? Bởi còn cái thân ngũ quẩn này mới khổ, còn cái sanh ý này mới khổ. Bởi vì, nếu không còn cái sự gì, không còn cái sự già, sự bệnh, sự chết thì đâu có khổ. Bởi vì sanh không có thì không có già, không có chết, không có vô minh, không có thì hành không có. Hành không có thì không có, không tức không có thì danh sách không có, danh sách không có thì lục nhập không có, lục nhập không có thì lục xúc không, lục xúc không có thì lục thọ không có, lục thọ không có thì lục ái không có, lục ái không có thì lục thủ không có mặt, và thủ không có mặt không có sanh hữu nghiệp hữu, và không có sanh hữu nghiệp hữu thì không có già chết sống bị khổ não. Nó chỉ là những thế, nhưng chúng ta đâu có nghĩ như vậy. Bởi vì Niết Bàn là cái gì vậy? Không phải là cái cõi giới. Cái đó được hưởng lạc, cõi giới nó được vui. Mà Niết Bàn chính là một trạng thái tịnh tịnh vắng lặng. Một trạng thái không còn sầu, không còn vui, không còn cái trạng thái của ngũ quẩn xuất hiện. Ngày nào ngũ quẩn còn, quẩn sắc, thọ tưởng, hành và thức quẩn còn có mặt, thì ngày đó chúng ta khổ. Chúng ta còn phải bị dính mắc, chúng ta còn phải bị... vì cái sự biến đổi hay là cái sự vô thường của ngũ quẩn. Thế như thế, kiếp này chúng ta là con người, nhưng cái thứ quý vị chưa chắc chúng ta kiếp sau chúng ta là con người đâu. Nhưng cái bản ngã của chúng mình thì luôn luôn cho rằng cái này kiếp này mình, thì kiếp sau mình cũng làm người tiếp tục nữa, chứ chúng ta không có phải làm cái gì. Đây là chính ta, chính do chúng ta chứ không ai cả. Mà sự thật ra là do cái gì? Do sanh hữu nghiệp hữu để dẫn đi. Chúng ta nhớ như vậy. Nếu chúng ta biết như vậy thì chúng ta nhớ. Thì chúng ta tuân thủ thì chúng ta chết. Cái sanh hữu nghiệp hữu, chính mình biết mình về bây giờ. Bởi vì chính chúng ta vô minh cho nên chúng ta mới không thấy được. Chính nếu chúng ta thấy được chúng ta tu ra rồi. Bởi vì do cái gì? Do sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Đó là do cái gì? Kính thưa quý vị, ai sanh ra, ai sanh bắt đầu là điều kiện. Bây giờ nói chúng ta đâu kiếp người, do cái tinh cha quyết mẹ và cái thức bắt đầu giữ vào, bắt đầu thọ thai, bắt đầu thai lớn từng ngày, bắt đầu lớn lên, bắt đầu chỉ thấy mẹ, thấy cha, bắt đầu học hành
bắt đầu sáu căn đầy đủ, bắt đầu tuổi tác lớn lên, bắt đầu lúc đó là nam là nữ, bắt đầu ái nữ, xúc sinh cảm thọ biết mùi biết hương, thì chúng ta vẫn quay cái đó, chúng ta chạy thì có đó chúng ta quên hết tất cả những chuyện gì mà trước. Chỉ nếu chúng ta nhớ lại, chúng ta sinh ở cõi địa ngục, tập ngạ quỷ, chúng ta là xúc sinh, chúng ta là bò sát, chúng ta là một cái hạng chúng đau khổ này, chúng sinh đau khổ nọ, thì kính thưa quý vị, chúng ta không bao giờ chúng ta làm việc này. Bởi vì mình sợ, và chính vì vô minh nó che khuất, chúng ta không biết. Chúng ta không biết vì chúng ta không biết do cái gì, chúng ta không biết do cái đó đó, do cái gì, do cái ái tham, do cái sân y nè, do cái sân y đó, mà do thị dục nè, rồi do cái bản ngã nè, do cái phiền não chấp thủ đó đó, nó che khuất chúng ta. Phiền não sân y này nó vận chuyển chúng ta đau khổ như thế này, đau khổ như thế kia, chúng ta không biết cái cảm hứng của nó đó. Chúng ta chỉ mong muốn được, bây giờ đói là phải cho tôi ăn, khát là phải cho tôi uống, chúng tôi được nội và được mát mẻ, và chúng ta thọ hưởng theo cái bản ngã bản năng của chính mình. Chúng tôi cần tiền mới có tiền, cần cái này, cần cái nọ, cần danh mới có danh, cần vật chất sạch đẹp tiếng nghe mùi thơm mới có sự vật, phải có nó. Nhưng chúng ta biết là cái điều đó đó, não đó đó, cái chúng ta muốn, cái bản năng của chúng ta muốn, cái dục của chúng ta muốn, nhưng còn phải cái duyên nó có được hay không, nó có thuận buồm, nó có đúng vào đúng thời đúng lúc, đúng lúc mà nó kết quả nó cảm thụ hay không là do chính chúng ta. Cho nên đây là một điều mà có thể nói nếu chúng ta không sự tu tập đó, thì chúng ta mới thấy. Bởi vì chính chúng nó bị che khuất rồi, chúng ta nhớ biết chết. Bây giờ bắt đầu lớn lên, đầu chạy theo cái như bắt đầu rồi sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm thì nó xúc lạc đó, rồi cứ tầm cầu nó, cứ sống cả ngày theo nó thôi, chứ gì đâu. Cái vừa lòng cái thể cái lạc thì vô thích, mà không cái cảnh xấu, cảnh không tốt thì chúng ta cảm thấy bực bội, chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta cảm thấy vừa lòng. Nó như thế thôi. Sự thật ra mà nói, nếu chúng ta hiểu được, cảm được, biết được và nhận được thì không nói. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không cảm thụ nó, không biết được, không hiểu nó, không chấp nhận nó. Cứ cái gì vừa lòng thì ok, còn không vừa lòng thì chúng ta đẩy, chúng ta rất là bụi, rất là khó chịu, không có vừa lòng với chính nó. Và đó chính là cái cảnh khổ của tất cả chúng ta. Chúng ta chạy theo, chúng ta sống với cái đó thôi, chứ không còn cái gì nữa. Có một số người lớn lớn tuổi chút xíu, cái nào bắt đầu chuyên trước khi đi vô ở 11 xíu sắp xếp chuyện xong xuôi, con thích con đi tu, là thì hả ở tu rồi, cái giờ nay cái chưa là cách đó, cái xong rồi chúng tôi cái ở chúng tôi hỏi gần nay sao tu được chưa, 4-3 năm trước cũng nó bận rộn cái chuyện này chuyện nọ rồi chết tu nó dài xưa, và bây giờ nó có cái chuyện khác nó bận, nó ở vậy hả, thôi vậy đó. Chứ chúng tôi cười không hiểu mà mình nói cái gì. Rồi mình nói xong cái chúng tôi nói biết tại sao, tại cuộc đời của mình phải chạy theo, mình phải nô lệ, mình phải theo cái muốn, cái tâm, cái ý của mình, chứ không bao giờ nó dừng đâu. Rồi ông thấy nó sẽ khổ, khổ đời này sẽ khổ đời nọ, nó cũng như thế. Cứ muốn tu mà đâu có dễ dàng tu. Tại sao như vậy? Do cái ái nó bao, nó phủ chúng ta, chúng ta quên hết trơn rồi. Rồi nay chúng ta bị cái điều này, cuộc đời này nó cột rối thì chúng ta liên tục, mai cột cái này, mốt cột cái nọ, mai cái này có mặt thì cái kia nó có mặt, và nó cứ vẫn xoay trong cuộc đời. Đầu tiên nó ở chỗ ở con cháu đó, có con nó khổ vì con thôi, nếu con tôi nó lớn lên tôi mừng con chết rồi thôi, tôi bẻ tôi ở nhưng để sự thật con sống đẻ ra cháu, bởi vì con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, mà bắt đầu có cháu bắt đầu thương cháu, còn để vì thế nó khổ như vậy đó, là thương là cháu nội cháu ngoại ha, vân vân. Thì chính chúng ta đã bị một cái sự cột trói do chấp thủ, đây là con của mình, đây là giọt máu của mình, đây là cậu con mình, đây bây giờ nó truyền kế tục ra đây,
và chính chúng ta, chúng ta rất là thương. Cháu nó kêu chúng ta bằng bà, kêu chúng ta bằng ông, chúng thích vô cùng. Cứ như thế. Có một cái thiền nam đó, hồi xưa tu thiền cũng tốt, bây giờ cũng còn đang tu thiền. Ôi viết, có cháu nội lớn rồi, còn một đứa con, một kêu kêu ông đi tu, ông thích tu thiền lắm, ông đang tu thiền lắm, nhưng điều mà ông hôn, cái vài bữa tu chùa xong vài bữa chạy về, nó sao về, bây giờ để về thăm cháu, nhìn thấy lạ chưa, về thăm cháu. Covid quét như vậy, nhưng ta tu rất là tốt, tu rất là tốt. Tu rất là tốt, chứ không phải là kiểu như không biết cách tu hoặc là bị do ái nước con cháu gì, hoặc là không biết tu hành gì hết trơn, mà ái nước là đúng rồi, người ta cũng đang tu, người ta đang tu rất tốt, nhưng có một cái mắt cháu đó mà nó không trong đi con này, thì mong rằng cái thiện nam đó sẽ vượt qua được, sẽ không bị cái sự dính mắc đó. Chứ còn có một chút xíu con, một chút xíu cháu đó mà cũng không xong. Chúng tôi mới suy nghĩ, ủa tại sao quý trọng cái đời sống tu vô cùng, biết được đó là những phiền não. Những điều mà kính thưa quý vị, cái nghiệp duyên nó tâm phải nói gì được. Cái nhìn là như vậy, cái nhìn của mình khi mình nhìn mình không có thì mình nhìn thấy như vậy, nhưng khi mình có rồi nói sao đây, nói sao đây. Dạ, thì khi chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi hiểu như vậy, chúng tôi rất là cảm cho họ, chúng tôi nói thôi cố gắng, chúng tôi nói với cái đại diện đến Ghana và Việt Nam mà kính thưa quý vị, dạ, trước đó có tu và sau đó hoàn tục, mến cái cảm mến cái đời tu lắm. Đó là do cái gì, do cái ai chấp của chính họ đó. Thương cháu đi, thương cháu quá đi, nhưng điều có một điều lớn lao là sự thật ra rồi, hữu tướng giai thủy hư vọng và tất cả rồi, đó là nó không thật. Chúng ta phải bỏ ra đi, bỏ tất cả vô sở hữu, mà ra đi bỏ tất cả. Thì biết như vậy, hiểu như vậy, để chúng ta mới thấy được kiếp con người của chúng ta nó phải như thế nào, sẽ khổ như thế nào. Chúng ta thấy cái ái chấp nó không có đơn giản, mà chúng ta từ bỏ không có đơn giản mà từ bỏ. Bởi vì trong đó, trên cái sự tu tập đó, trong cái lạc, chúng ta cũng đó biết đó là cái điều không đúng, không điều không tốt, điều không hay, thì chúng ta mới có sự tu tập được từ bỏ ngay cả cái lạc, mà chúng ta chứ đừng nói chi mà cái khổ. Trong cái, bởi vì hồi nãy trong tam giới chúng ta biết cái đó là khổ, bởi vì sao? Bởi nó còn cái sự bao vây, nó còn một cái sự phải chịu một cái sự vần xoay, phải chịu một cái sự thúc đẩy, phải chịu một cái sự đau khổ của tham ái này. Thì còn trong tam giới, nó đặc biệt như vậy, nó còn trong tam giới thì bây giờ chúng ta thấy phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành. Còn tạo tác là còn khổ. Còn dưới cái thân ngũ uẩn này là chúng ta còn phải bị cái sự đau khổ, bị cái sự vừa lòng, bị cái sự không vừa lòng, bị cái phải thương, phải xa, ghét, phải gần, chịu cái phần xây, cái đau khổ đó nó đến với chúng ta. Dịch chính vì chấp thủ đó, chính vì ái luyến đó, cái đời sống chấp thủ, đời sống ái luyến đó, khi nào mà chúng ta còn hiện hữu là khi đó còn đau khổ. Hay như vậy, chúng ta đừng có nghĩ rằng ở trong kinh Đức Phật này không có nói một cõi giới nào mà gọi là vĩnh hằng cả, mà về cõi đó chúng ta cho là cái cõi cực lạc, không có cái cõi nào là cõi cực lạc hết.
bởi vì còn cái chỗ đó, còn sanh y, còn có cõi thì còn có sanh y, để chúng ta dựa nơi đó mà chúng ta sống cái sanh y, nó sẵn sinh ra cái sanh y, nó xuất hiện. Nếu như có sanh y xuất hiện thì kính thưa quý vị, toàn bộ mọi khổ quẩn nó sẽ xuất hiện. Mà toàn bộ khổ quẩn xuất hiện thì nói một cách căn bản đó, nó chính là cái gì? Còn ngũ quẩn này xuất hiện thì tất cả cái khổ nó sẽ chập chung, nó sẽ nguyên viễn đối diện chúng ta, phải đối diện, chúng ta phải chịu trách nhiệm với chính nó. Bởi vì chúng ta mới gọi là Bidukha, Chara Bidukha, Maranam Bidukha, So Kabaride, Vodukha Đô Mạnh, So Bài Gia Sa. Khi còn nó thì phải thương, phải xa, ghét, phải gần. Chúng ta không cầu như mong muốn được. Khi nào đó chính là vàng. Hiện hữu đó chính là còn sanh y đó, và sanh y đó, sanh y nó còn trước mặt hiện, thì toàn bộ khổ quẩn nó sẽ có mặt, hay là ngũ quẩn có mặt, hay là quẩn có mặt, thì ta khổ sẽ có mặt. Bởi vì sao? Nó sanh lên thì nó phải hoại diệt. Sắc thọ tưởng hành thức này, ngày nào mà chúng ta còn thích phải còn phải khổ. Đối với các vị, dầu cho các vị mà chứng đắc thánh quả thì chúng ta nhớ phiền não nó diệt, nhưng thân xác này vẫn phải khổ đau với cái sự xa, với cái sự già, sự bệnh, sự chết. Chúng ta nhớ như vậy, phải khổ vì cái sự bệnh, sự già, sự chết, chắc chắn là như vậy, không thể nào mà có cái sự đổi thay, thế nào có cái sự tốt đẹp được. Cho nên tu tức là trạng thái làm sao mà chúng ta không còn sanh già, không còn đau chết, sầu bi khổ u não có mặt. Bởi vì ngũ quẩn nó diệt, nó không còn sanh, thì cái sanh không có, cái già, cái chết, sầu bi khổ não không có. Mà tâm tư phàm phu của chúng ta luôn luôn đòi hỏi, luôn luôn chấp thủ, luôn luôn chạy theo, cho rằng mình phải có được cái này, mình phải có được cái kia, mình mới không khổ. Bây giờ ha, chúng ta làm lụng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một chút ít tài sản rồi chúng ta coi vậy là được rồi, rồi mai sau mình có bệnh hoạn gì đó rồi mình thấy có tiền có bạc gì để che chắn, để lo lắng, để sống, hay là để trị bệnh, vân vân. Thì cái chúng ta nghĩ như vậy, nhưng rồi nó có được như ý chúng ta chưa chắc, chưa chắc. Được. Vì vậy cho nên rồi chúng ta phải bị cái gì, bị cái sự đau khổ, rồi rốt cuộc rồi mình cũng đâu thoát cái bệnh, đâu thoát khỏi cái bệnh, đâu thoát khỏi cái bệnh được, cái bệnh nó cũng vẫn tới với mình. Cái bệnh nó tới rồi cái gì, cái bệnh nó tới rồi cái sự đau khổ, đau khổ về thân. Thí dụ như ngày hôm nay đó, chúng ta nghĩ là chúng ta được phòng hộ, được cái y học, y khoa tiến triển rồi, cho nên khi nào mình chết đó, thì là chết, nhưng điều mà ít nhất mình cũng bị được cái sự chữa trị này đó. Nhưng bây giờ như cái bệnh đó, bây giờ cái này tuy là có thuốc đó, nhưng chúng ta biết là nó biến thể rất là nhanh chóng, rất là lẹ làng, mà chúng ta cũng biết lúc nào chúng ta còn tồn tại, chúng nào chúng ta chết đi thì hoàn toàn chúng ta chịu thua trước cái gì, trước cái cuộc đời đó, nó luân chuyển, nó không phải như chúng ta có cái quyền quyết được, mà do quyền của chúng sinh, nghiệp của chính mình là trước nhất, là của chúng sinh nó báo, nó dẫn như vậy. Khi biết, khi hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng ngày nào còn sanh ly, còn chấp thủ, ngày nào còn ngũ quẩn có mặt thì lúc đó mới có sanh già đau chết. Cho nên vắng lặng phiền não, khi nào vắng lặng
vắng lặng phiền não, khi đó không còn sân y thì không còn phiền não. Mà sân y đây tức là hữu sân hay là phiền não sân hay là ái sân đó có mặt, thì toàn bộ các tập khởi của uẩn sẽ có mặt, hay toàn bộ tập khởi của các sự khổ sẽ có mặt, và nó sẽ tiếp diễn, nó sẽ đi từ chỗ này tới chỗ nọ, từ cõi này tới cõi kia là như thế. Mà không ai có thể có quyền thay đổi được, không ai có thể có quyền mà để định đặt được, cũng không ai có thể có quyền mà chúng ta xem xét và chúng ta cho rằng mình là như thế này, mình là như thế nào được. Cái sự tình, cái sự thật nó miên viễn là như thế. Cuộc đời nó như là một dòng chảy miên viễn vô tận. Cái kiếp sống của mình nó hạn hữu do theo cái dòng chảy của các pháp hữu vi, và từ kiếp này sang kiếp nọ, từ chỗ này sang chỗ kia, thế là như thế. Và rồi chúng ta cũng không biết ai sẽ ra sao, mình sẽ như thế nào. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn nhau á, chúng ta dễ thấy ghét. Chúng ta nhìn nhau, chúng ta dễ thấy thương. Muốn thương thì vốn cái thương cũng đã chất chứa trong lòng, do cái ái, do cái sân y này nó tạo lập rồi. Chúng ta vốn là những người từng ghét nhau, từng quan kết với nhau. Nếu chúng ta lấy cái đó, lấy cái điểm mà điểm khởi mà không vừa lòng đó với nhau đó, thì nó khởi lên không vừa lòng. Mà cái điểm khởi đó, cái điểm mà chúng ta chấp thủ đó, mà chúng ta vừa lòng mến thích nhau đó, thì nó sẽ mến thích do cái ái sanh này nó sẽ tiếp dẫn. Nó phải đúng việc và nó tiếp dẫn cho chính chúng ta. Cho nên con người muốn giận nhau, muốn ghét nhau dễ lắm. Bởi vì cái nghiệp luân hồi, cái quan kết với nhau nó đã thấm vào từ cái căn của chúng ta, và đó chính là cái gì, cái nghiệp hồi, cái duyên thuận, duyên nghịch, duyên ác, duyên xấu, duyên tốt gì nó như thế đó. Cho nên nhìn nhau người ta có thể thương nhau, nhìn nhau người ta dễ thấy ghét nhau, thì trên cái nhìn của Phật pháp thì không là cái điều lạ. Theo Phật pháp thì không có điều lạ. Tại sao không? Bởi vì vốn cuộc đời nó như vậy, chúng sinh mà rất là nhanh chóng có thể ghét bỏ nhau, rất là nhanh chóng có thể nhìn nhau như đã quen nhau từ thở nào rồi, rất là dễ dàng. Dạ. Thì kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay chỉ dạy cho chúng ta, cái bài học hôm nay đã dạy cho chúng ta đừng có thể chấp thủ, đừng có bám biếu, đừng có đi theo một cái ngã sợ ngã tâm của chính mình rồi chúng ta phải đau khổ, cũng như là cái bài kệ là như vậy. Giờ đây thì kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính toàn thể quý vị xin trình bày qua cái bài giảng hôm nay là như vậy. Nếu có điều gì sơ thất, kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ, và kính chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây. Trước khi dứt lời kính dân Phước lành đến trời được thích từ đại thiên vương các vị chư thiên môn đệ chánh pháp, kính dân phần phước này đến các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Bồ Đức, tại chùa Quảng Nghiêm, các bậc thầy tổ đến sư trưởng cũng như thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, xin được an nhàn siêu thoát, những người còn hiện tiền được an lạc, được tinh hóa trong Phật pháp. Và kính gửi đến toàn thể quý vị, mong tất cả chúng ta được tu hành, được an vui, được tiến hóa. Và chúng tôi xin chấm dứt nơi đây, kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng tiếp tục chương trình cho cái buổi sinh hoạt hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau cuộc kinh nghiệm thứ ba từ sư thứ ba thứ quỳnh, quý vị hôm nay có lẽ là ngày sinh hoạt của nhiều chư tăng ở Việt Nam, nên quý này cũng có mặt đông đảo, nhưng mà rất là cảm kích thứ ba thứ quỳnh đã dành thời gian để vào phụ giúp. Thì còn lại ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chúng ta tập trung vào cái ý nghĩa của một thuật ngữ Phật học mà quý Phật tử sẽ gặp rất là nhiều, nhưng mà đa phần là
chúng ta không để ý đến. Nhưng mà phật ngữ này rất quan trọng, và quan trọng trong tâm tạng Pali. Và khi chúng ta học thì chúng ta phải biết là chữ Upati. Upati mà ngài An Thế Cao ngài chọn cái chữ là Sanh Y. Và về sau thì một số các vị dịch giả của Trung Hoa cũng chọn là chữ Sanh Y. Thì từ này á, nó hơi nó nghe nó hơi xa lạ với chúng ta một chút. Thì thường chúng ta có nhiều cái định nghĩa mà nó hơi rối về cái chữ Sanh Y này. Thật ra thì chú Ba Thí nó gồm có hai chữ là Upat và Thí cộng lại. Upat và Thí, cái gì mình nương vào, cái gì mình bám vào. Nhưng mà chúng tôi tạm lấy một ví dụ như vậy là một cái cô gái về nhà chồng ở cái tuổi hồi xưa ở tuổi 16 tuổi, cái cuộc sống ở bên chồng này, nó khiến cho mọi thứ đó nó đều rất là buồn nản. Mới lớn lên mà không biết gì mà gặp bao nhiêu cái sự xáo trộn về tâm lý, sống với người dân nước lạ, họ đầy đọa phật phật, cái gì cũng chán nản. Nhưng mà rồi một ngày cô ấy lại sanh ra đứa con, và đứa con đó là niềm vui, đứa con đó là chỗ niềm tựa tinh thần. Và đối với cô thì đứa con đó là lẽ sống. Dạ, nếu có cái gì đó mà buổi sáng thức dậy, buổi tối đi ngủ mà cảm thấy vui được là nghĩ đến con, đứa con đó là lẽ sống. Thì lẽ sống đó là cái nơi nương, chúng ta gọi là Sanh Y. Thì có lẽ cái chữ mà gần nhất ở trong chữ Sanh Y của chúng ta đó là chữ lẽ sống đó. Chúng ta luôn luôn là đi tìm một cái lý do gì đó mà trong cái lý do đó nó khiến cho chúng ta cảm thấy tha thiết, cảm thấy là cuộc sống có ý nghĩa. Thí dụ như là có nhiều người qua bên Mỹ đi làm động tác bằng tối rất là cực, làm hai job, nhưng mà họ nghĩ là làm như vậy để họ có tiền giúp cho thân nhân ở Việt Nam. Thì mỗi lần họ nhận được một lá thư ở Việt Nam, họ cảm thấy đó là một niềm vui, gọi là một lẽ sống. Hay là có đôi khi hai vợ chồng đi làm việc rất là cực, nhưng mà nghĩ rằng 20 năm nữa thì mình có mình có căn nhà, căn nhà đó nó giúp cho mình hưu trí dễ dàng, nghĩ đến một tương lai nào đó. Thì cái đó nó cũng là một cái từ một lẽ sống, tuy là cực đó, phấn đấu đó, nhưng mà rồi nó còn có cái gì mà mình hướng tới. Thì dưới vì một cái bản năng cố hữu của tất cả chúng ta, đó là một lý do chính đáng để mà sống. Ở trong đời này có nhiều người cái lẽ sống nó có tính cách như là liên tục bền bỉ, giống như người ta đầu tư một cái gì, họ đầu tư cả đời. Chúng tôi lấy một ví dụ là có những gia đình Việt Nam mà hồi nhỏ mình lớn lên trong không khí gia đình quan niệm rằng mình sống làm sao mà mình được nở mặt nở mày với hàng xóm, nở mặt với mày láng giềng, thì đó là mình gọi là có thành công. Thì ở trong đời họ có cái gì đó mà họ có thể là họ cảm thấy hãnh diện được với họ hàng bà con, thì cái đó là lẽ sống. Hay là có những người họ trọng việc khoa bảng thì họ luôn luôn nghĩ đến cái học vị. Học vị là cái gì? Là cái đời sống thỏa mãn. Bất kể là ăn uống cực khổ ra sao, bất kể là phải hy sinh bao nhiêu thứ, miễn làm sao mà con cái trong gia đình mà có cái bằng học vị là thạc sĩ hay là tiến sĩ thì hàm giáo sư v.v. thì họ cảm thấy họ rất là hạnh phúc. Thì cái đó chúng ta gọi là một cái lẽ sống. Thì con người chúng ta, thưa quý vị, trừ một vài con người mà bị vấn đề tinh thần phân liệt, đa số chúng ta đều nặng về cái của Upati, cái Sanh Y này, hay là cái lẽ sống này. Nói thẳng ra là từ cái chỗ bám víu đó mà chúng ta có được một cái định hình rõ ràng là cái gì là của mình,
cái gì là cái gì là của ta, cái gì là ta, cái gì là tự ngã của ta. Ví dụ như là mình ở cái tuổi nào đó thì mình nhìn lại, mình có được căn nhà, mình có chồng, có vợ, có con cái, mình có cái sự nghiệp thế này, và đây là của mình, đây là mình. Và nếu so với người khác thì mình thuộc về hạng trung lưu, hạng thượng lưu, ở vị kia vân vân. Thì cái ta, cái của ta, từ hạng ta, nó là cái, đó là cái lẽ sống. Không có thì không được. Cái này là cái bản năng của chúng sanh. Như là nếu quý vị là sống ở miền quê đó, có những con vật như con rắn, con cua, con ve sầu, con này con kia thì nó sống, nó luôn luôn có một cái tổ, cái ổ, cái hang. Và dĩ nhiên là khi mà chúng ta nhìn thấy hang con cua, chúng ta nhìn thấy hang con rắn, khi hang con chuột thì mình nghĩ là ồ, cái đó chẳng có gì thích thú hết. Nhưng mà đối với con vật đó, mà nó đào được cái hang và nó chui vô hang nó nằm thì nó có hạnh phúc. Giống như chúng ta loài người mà có nhà vậy đó, thì có những thứ hữu hình, có những cái vô hình, nhưng mà ở đâu đó nó là một cái tháp ngà, ở đâu đó nó là một cái vỏ ốc. Cái tháp ngà nó cũng là một từ vựng khác để chúng ta chỉ cho cái gọi là sanh y lục và thi. Thì cái chữ Upathi ở trong sớ giải nó rằng nó hàm cả hai nghĩa là cái chấp và cái sở chấp. Cái chấp và cái sở chấp. Cái chấp là cái gì mình bám víu vào, và cái sở chấp là cái gì mà mình tựa vào. Có cái đó thì mình thấy cuộc đời nó vui, không có mình thấy trở thành vô nghĩa. Lấy ví dụ như là quý Phật tử sống ở ngoài đời, có người có con, chỉ mong sao nó lớn lên, nó có vợ, có chồng, nó đi ra thì mình, thì lúc bây giờ mình trở lại cái trạng thái là mình muốn khỏi phải lo lắng, không phải suy nghĩ gì con cái, nó ở gần mình, nó phiền mình đủ thứ chuyện hết. Nhưng rồi cũng có cái thời nào đó, quý vị lớn lên gặp một người bạn đời yêu thương, mình nghĩ là sao có con cho vui cưới vui nhà, cho ấm cúng, cho cái sự dây quan hệ vợ chồng được tốt, thì lúc đó là có con, đó là một cái Upathi. Mà lúc sau này làm sao cho con nó ra ngoài nữa, có gia đình rồi yên đây yên chỗ, khỏi phải lo được cái lục Upathi. Dĩ nhiên chúng ta không phải là ai cũng có một cái lẽ sống, và cái lẽ sống đó nó cái lẽ sống đó nó luôn luôn, nó luôn luôn là động vật vẫn nhau, luôn luôn là trước sau như một, luôn luôn là nhất quán, không phải như vậy. Có giai đoạn trong cuộc đời mình thấy cái này là lẽ sống rồi mình bỏ đi, có giai đoạn khác thấy lẽ sống. Và cái mà chúng tôi muốn nhắc quý vị là chữ Upathi gì là sanh y, đừng nghĩ là đây nó liên hệ đến tái sanh, mà nó chỉ là một phần của cái sự hiện hữu trong tương lai, hiện hữu của đời sau và hiện hữu của đời này nè. Chúng tôi lấy một ví dụ như là mình mong mình đạt được cái học vị đó, cái đó cũng gọi là sanh y. Và mình mong rằng đời sau mình sẽ là phạm thiên, đời sau sinh cũng đầy đủ sức, cái đó cũng là một sanh y. Chứ không nên hiểu là bởi vì chúng tôi nói rằng rất là khó để tìm cái chữ nào mà dịch đúng cái chữ sanh y này. Có lẽ cái chữ gần nhất chúng ta là chữ lẽ sống. Chữ lẽ sống ở đây tức là một cái gì đó mà chúng ta bám víu, chúng ta nắm đến một cái ý nghĩa cuộc sống, và mình cho rằng nó khiến chúng ta cảm thấy đáng sống, đáng để phấn đấu. Thì ở trong kinh chỉ nói rằng có bốn cái thứ ở sanh y, bốn cái sanh y, bốn cái lẽ sống của con người là karma, gọi là kavi pathi, kavu pathi. Thì kavu pathi ở đây đó là dục sanh y. Thí dụ như là một con người sống bất kỳ chuyện gì, nhưng mà có được ăn ngon mặc đẹp, có được đời sống thoải mái tiện nghi là hạnh phúc. Giống như có những người mà suốt đời đó họ được họ quan trọng làm sao mà có thể có đủ điều kiện mua những bộ áo mới mặc vào, đi ăn những nhà hàng sang trọng ngon lành, hay là sống ở trong căn nhà đẹp đẽ, như vậy là đủ, đó là lẽ sống. Cái đó chúng ta gọi là lấy cái thị dục làm lẽ sống. Lấy thị dục lẽ sống, cái đó gọi là dục sanh y. Cái thứ hai mà chúng ta gọi là ngũ uẩn sanh y,
Dạ, cùng một thanh niên thì cái này nó tế nhị hơn. Dạ, cái đầu tiên thì chỉ nghĩ đến thể dục thôi. Cái này mình nghĩ đến sắc, đến thọ, quật, tưởng, hành, thức. Sắc quật là thân của mình. Dạ, thọ quật tức là cái cảm thọ vui, buồn của mình. Tưởng quật tức là cái kinh nghiệm, cái kiến thức, cái sự hấp thụ, cái sự giáo dục của mình. Hành quật tức là cái quan điểm về về hành động, về thiện ác, về đúng sai phải quyết của mình. Và đức quận là chúng ta nói đến cái gì có liên quan đến nhận thức qua năm giác quan. Ở đó có thị giác, tỉnh giác, hương giác, vị giác, xúc giác. Thì có những người khi mà nghĩ đến năm quận và năm quận được tốt, năm quận được như ý, năm quận thỏa mãn, thí dụ mình nghĩ đến thọ quận thì mình nói rằng đời sống mình hạnh phúc vui, thì hạnh phúc vui đó chính là tôi, là ta đó, tôi đáng hãnh diện. Hay là khi mình nói tưởng quận đó là tôi là người có thể nói được tiếng Nhật, nói được tiếng Spanish, nói được tiếng Anh, nói được tiếng này tiếng kia. Tôi là người có cái kiến văn, có một bộ chữ trong thiên hạ chẳng hạn. Nói chung là cái gì mà thuộc về cái kinh nghiệm từng trải tích lũy vậy, và chúng ta tự nhận rằng đó là tôi, là ta, thì cái đó thuộc về của cùng sanh đi. Có một thứ khác gọi là phiền đảo sanh đi. Dạ, phiền đảo thì là cái thứ ba. Vì thì cái phiền đảo sanh đi, cái lê su bát thí này đó, tức là người sống thỏa mãn với cái bản năng, mà căn bản bản năng đó là tham sân si. Dạ, quý vị thấy có những người mà cuộc đời của họ cái tánh luôn luôn là sân hận, luôn luôn thích đánh đập, luôn luôn chà đạp, luôn luôn thích nói xấu người khác. Thì khi mà họ được nói xấu người khác họ hạnh phúc, khi họ đánh đập người khác họ được hạnh phúc. Hay có những người luôn luôn, nhưng mà đối với họ tham lam nó không phải là một thứ phiền đạo, mà đó là tham lam một thứ đẻ sống. Họ sống làm sao để thỏa mãn những cái đó chúng ta gọi là kilesu pati. Rồi cái sau cùng nó gọi là avisankhara. Dạ, avisankhara là một lần hết chúng ta đọc chữ sankhara. Avisankhara, avisankharu pati, thì cái chữ sankhara chúng ta là tạo tác. Dạ, mà chúng ta gọi là sở hành sanh đi. Lấy ví dụ như là người ta nói rằng có những người mà có tiền là hạnh phúc, nhưng mà có những người hạnh phúc là bởi vì mình làm được cái mà mình muốn. Dạ, mình muốn đi câu cá, mình đi câu cá. Mình muốn làm một người không biện thì mình có thể nói chuyện được không chúng. Mình chúng tôi lấy ví dụ có những người họ đi ca hát ấy, họ hạnh phúc. Thì cashier, có cashier rất là tồi, rất là thấp, nhưng mà họ được hát, họ cảm thấy hạnh phúc. Không biết quý vị có thấy không, chúng tôi có một vài lần ở chùa đó, mà mình thấy rất là ái ngại. Là trong một cái buổi lễ rất là lớn, có một vài Phật tử họ đến họ muốn hát, nhưng mà thật ra lễ xong ai cũng muốn đi về hết, chỉ còn lại vài người. Nhưng mà họ vẫn leo lên bục, họ làm sân khấu, họ cầm microphone họ hát, họ hết cái say sưa. Thì có lúc Phật tử nói chúng tôi là sư qua nghỉ, sư xuống hội trường, tại tội nghiệp cái cô này quá, cô ấy xa đến mà cũng hát. Nhưng mà chúng tôi thấy cảm nhận được một điều rằng những người đó họ không cần tiền cashier, họ không cần người ta vỗ tay, nhưng mà họ có cái nhiệm vụ là được hát. Dạ, được hát tức là được làm, được thể hiện, dạ, được thể hiện cái gì mình muốn làm. Làm được cái mình muốn làm đó là một thứ hạnh phúc. Dạ, chúng ta thấy rất nhiều người trong đời sống, họ làm những công việc mà nó không có tiếng tăm gì hết, nó không có lợi nhuận gì cao hết, nhưng mà họ vẫn thích, tại vì đó là cái bản năng là mình muốn làm cái gì đó. Và kể cả làm bản năng làm mẹ, kể cả bản năng làm thợ, làm thầy, kể cả bản năng làm cái điều kia, đôi khi chỉ cần làm được là hạnh phúc. Chúng tôi thưa quý vị là cái chữ Upati là một chữ rất là khó dịch. Chúng ta gọi là một cái lẽ sống đi, tạm gọi là lẽ sống. Thì như ở trong bài kệ này, chúng ta thấy rằng vị thiên muốn đưa ra một cái hình ảnh rất là đơn giản. Dạ, đơn giản là hễ mình có được cái lẽ sống, và mình sống, mình có một cái sự mong cầu, và mình sống theo cái
hướng phụng cái chấp hữu mong cầu đó là mình hạnh phúc. Ví dụ như là người có con thì người muốn có con tức là thì sẽ hạnh phúc vì có con. Người muốn có gia súc, nếu người chăn nuôi mà có được gia súc, ở đây ta nói là một cái hình ảnh rất là đơn giản là, bởi vì quý vị qua bên Ấn Độ đó, thì bên Ấn Độ có cái đặc biệt quý vị là đa phần quanh năm nước rất là khô. Nếu chúng ta sống ở miền Nam thì ngày xưa ở miền Nam chúng ta gọi là thủy chân lòng, hay là cái vùng mà nước nổi đó, thì cái vùng nước nổi người ta xài trâu nhiều. Còn bên Ấn Độ thì đặc biệt là vùng Trung Ấn họ xài bò nhiều. Và ngày xưa mà bên Ấn Độ mà có bò giống như chúng ta có máy cày, dạ, ở nhà có máy cày thì bò nó giúp chúng ta làm việc mà nó cũng là cái tài sản, dạ, tài sản. Có vị nào mà qua bên Ấn Độ thì mới biết rằng con bò đó nó nóng đủ thứ vài cái phân bò thì làm củi nè, sữa bò thì cũng người Ấn Độ họ sống nặng về sữa lắm, dạ, luôn luôn cái sữa bò là một trong những cái nhu yếu quan trọng nhất. Người Ấn Độ nào cũng biết cách vắt sữa nuôi bò là phần như vậy. Rồi người Ấn Độ thì họ không ăn thịt bò nhiều, nhưng mà bò thì kéo cày làm đụng cho họ nhiều kéo xe. Lý do họ có ăn thịt bò, nếu người Ấn Độ ăn thịt bò thì không có bò để làm việc đâu. Và bò họ cho là một, đó là một cái hiện thân của thần Vishnu, do đó họ thờ bò. Dạ, họ thờ bò. Nên người Ấn Độ đó, khi mà quý vị nghe nói là có bò, cái người mà có bò hạnh phúc về bò, quý phật tử trong trung đừng có lẽ nghe vô nghĩa lắm. Mình nói có xe hơi hạnh phúc về xe hơi dễ nghe, nên là có tiền trong băng hạnh phúc trong tiền băng dễ xe nghe, chứ nó có bò mà có nhiều hạnh phúc. Nhưng với người Ấn Độ và đặc biệt là đi khỏi còn tại thế, trong xã hội nông nghiệp thì có bò là tài sản, dạ, có bò cung ứng nhiều thì thật ra cuộc sống một người căn bản là có con thì hạnh phúc vì con, có bò thì hạnh phúc vì bò, mà có được cái gì thì có cái đã sống hạnh phúc vì đã sống. Thì Đức Phật ngày nghe vị thiên nói như vậy thì ngài nói một cách khác đi, thì ngài nói rằng người có con khổ vì con, người có bò khổ vì bò, người có cái mong cầu có cái lẽ sống thì khổ vì cái sự mong cầu đó, và không có sanh đi hay là không có khắc phục, không có chấp thủ, không bám víu thì không có khổ. Và lời dạy của Đức Phật không có đơn giản. Thế giới không đơn giản là bởi vì vị nào đã từng có tài sản, đã từng có con cái, ngay cả cái chuyện là chúng tôi ở gần của thượng cổ giác mấy mươi năm, thì có điều này mà chúng tôi nghe một số những người mà họ giác và thượng cổ giác họ nói, nhưng mà phải ở gần mới biết là những người mà họ giác và thượng cổ giác họ nói rằng tại hòa thượng hồng giác muốn có chức này chức kia thì hòa thượng mới đứng ra nhận vai trò này vai trò khác. Thật ra cái lý do mà hòa thượng hồng giác phải làm là bởi vì thường thường hòa thượng là một người mà có tiếng tâm và là người thành lập giáo hội Việt Nam thống nhất, là một ở trong những thành viên sáng lập. Và khi hòa thượng lên thì mỗi phía đó, thì họ dễ chịu hơn cá nhân của thầy A thầy B, thành ra họ kinh đưa tăng điểm hòa thượng phải làm thì hòa thượng chắc làm, nhưng mà làm nó mệt, người ở bên ngoài cái người mà không biết thì nghe đến những cái chức vụ thì nghe đó, chắc là quay đẹp, nhưng mà có thể nó rất cực lắm, dạ, nó cực lạ luôn. Quý vị có một gia đình nhỏ cực vì gia đình nhỏ, có gia đình lớn cực gia đình lớn, hay là chúng tôi có quen với một vài vị ca sĩ đó. Họ có cái tội nghiệp như vậy là đúng là ca sĩ cũng có những giây phút rất là hạnh phúc ở ánh đèn của sân khấu, tiếng vỗ tay của người ta thì hạnh phúc, nhưng mà khi mà đã có tiếng tâm rồi có hồi nhiều khi rất là khổ là không đi hát thì ta quên mình, mà mình đi hát mà người ta không còn nồng nàn như ngày trước, người ta không nồng nhiệt vỗ tay như ngày trước đó, thì nó cảm thấy rất là khổ. Thậm chí có một người mà muốn làm một cái kênh YouTube, mà người đó nói rằng thấy mấy anh chị em ca sĩ khác cũng làm, nhưng mà cái số người tham dự, số người mà subscribe không bao nhiêu,
họ than là có những người làm những cái rất là tầm thường tào lao mà người ta subscribe rất là nhiều, còn có những ca sĩ chính thống mà làm có subscribe bao nhiêu, mình làm một cái kênh YouTube mà người ta không có subscribe nhiều thì mình cảm thấy bất mặt. Những người thấy khổ. Dạ. Thì nếu mà chúng ta nhìn một ca sĩ đang lên, đang hát những thời nào đó, mà mình nghe cái thanh âm rất là hay, có ánh đèn như vậy làm cho diện mạo trang điểm ăn mặc như vậy rất là đẹp, có những tiếng vỗ tay của của giới thiệu hoàng thì cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chúng ta đâu biết được khổ được sao đâu, chúng ta không biết được khổ, nhìn sự việc một chiều, chúng ta nhìn một cái mặt nổi ở bên ngoài đó. Nhưng mà rồi một ngày nào đó mình lên sân khấu mà tiếng vỗ tay không còn nhiều nữa, người ta không mời mình đi nhiều nữa, thì mình sẽ khổ. Yeah. Thì nói tóm lại, ở trong cuộc đời này đó, nó có nhiều cái mặt trái nỗi khổ mà vì chúng ta không thấy hay chúng ta không muốn thấy, không chịu khỏi thấy thôi. Ví dụ như có gia đình mà nghĩ là có con là hạnh phúc, nhưng mà phải nuôi con tới 10 mấy tuổi rồi, cái tuổi teenager mà nó quậy lên, quý vị mới thấy ô, thật là con có con là khổ. Cái thân của chúng ta thương nó lắm chứ. Dạ, cái thân của chúng ta thương lắm, nhưng mà rồi cái thân này tỏa chúng ta đủ thứ, rồi cái chuyện ăn uống, rồi cái chuyện đại tiện tiểu tiện, rồi cái chuyện là nóng lạnh trong đời sống, rồi chưa kể nếu mà cái thân mình nó già thì giống như chiếc xe nó cũ vậy, và cứ việc khi nào chạy xe cũ nó hư cái chạy hư kiểu hoài, thì thân của chúng ta có nhiều khi uống có một đống thuốc từ thứ. Tóm lại là nếu mình đọc kinh Phật, chúng ta đọc lời Đức Phật dạy, thì chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa của cái là vô minh. Dạ, vô minh. Mình thấy cái chuyện đó đó thì không biết đâu là vui, đâu là khổ, rồi mình nên vui. Dạ, nó vui là tại vì nó là ta, là của ta, là tự ngã của ta, là vui. Nhưng cái cơ sở mà gọi là ta, là của ta, tự ngã của ta đó, nó thật ra nó là một ảo giác. Dạ, nó đơn giản là chỉ là một ảo giác. Thí dụ chúng tôi làm chủ trì, làm chủ trì một ngôi chùa, người ta đến chùa họ nhìn thấy mấy cái hoa nở ở cái chùa, họ nói cái chùa đẹp quá. Thì thứ vị nếu chúng tôi làm chủ trì mà là chắc chủ tịch của tay đây chùa tự khen thì là chỉ chẳng nếu mình chỉ khen một cái cúng hoa nở một kỳ đẹp trời nào đó, chẳng phải là họ khen mình. Và nói cho cùng thì đó nó vậy đó, mình gọi là mình hưởng sái, mình sống theo cái chiều gió, cái sự việc nó như vậy thì nó như vậy thôi, chứ nó gì mà gọi là có cái lõi trong đó, nó như một cái củ hành mà hay là cái chuối mình lột lớp rồi nó không còn gì. Đời sống của chúng ta là như vậy, chúng ta luôn dõi mắt về một phương trời xa xăm và nghĩ rằng mình sẽ tìm được lẽ sống thực sự. Một lẽ sống bởi vì người ta hô hào chết cho quê hương, tại vì ta nghĩ rằng cái chết đó mình sẽ trở thành một anh hùng bất diệt. Người ta hô hào là xây dựng một cuộc tình đẹp, một cái mái nhà tranh hai quả kim vàng, tại vì họ nghĩ rằng yêu đương đó là một cái chuyện mà cho chúng ta một cái ý nghĩa đáng sống trong cuộc đời. Và có nhiều người nghĩ rằng mình sẽ có cái vị như vậy, có địa vị trong xã hội, làm thân nam tử trong trời đất, phải có danh gì với núi sông giống Nguyễn Công Trứ đó. Nhưng mà rồi sao? Dạ, rồi danh thì có nhiều người có danh lắm, và rồi tất cả nó đều bị cuốn theo thời gian. Dạ, bây giờ chúng ta đi trên con đường thỉnh thoảng chúng ta nghe những con đường như Tạ Thu Thâu, con đường Cô Giang, Cô Bắc, con đường An Dương Dương, Cùng Vương, họ đặt xe chất, đặt tới, có nhiều khi người ta cũng còn muốn nhớ tới, biết bước tới Tạ Thu Thâu là ai. Họ còn nhớ đến cái đường trước, có nhiều chuyện là người ta đặt cho có đặt thôi, và chúng ta sẽ đi sẽ nhạt dò của thời gian. Thì ở đây nó có cái này là nói thì nghe nó hơi bi quan, nhưng thực sự nó không phải bi quan. Cái lẽ sống mà chúng ta nương vào, chúng ta gá vào, chúng ta bám vào đó, thì khi sẽ thấy giống như là những người họ bỏ trên công trình, họ làm một cái nhà hay cái lâu đài khác ở trên bên
Dạ, buổi sáng họ đến họ, họ bỏ rất nhiều thì giờ công phu. Hôm nào mà quý vị đi thấy có những người họ làm công phu đó, họ làm những ngôi nhà có hoa văn, có bề thấy rất là chi tiết rất là đẹp. Và rồi buổi chiều sóng nước lên, sóng ập vào thì tất cả cát trở về cát, cuộc đời cũng trở thành cuộc đời, đến được cuộc đời đấy. Nhưng mà cái sự vô thường ở ngày mai ấy, nó còn quá xa, ngay trong hiện tại thấy rằng chúng ta khổ vì cái chuyện đó, khổ lắm, dạ khổ lắm, dạ. Chúng tôi có một người Phật tử quen đó, vị này làm ăn cũng khá và mua căn nhà cũng tương đối là rộng, dạ, căn nhà rộng, căn nhà 7 phòng ngủ. Tôi nghĩ rằng có bạn bè ở xa về rồi con cái đã lớn lên thế này kia rồi, lúc cũng rơi vào tình trạng là người vợ chết rồi mấy đứa con thì nó ở nhà như vậy, mấy đứa nhỏ thì nó muốn ở nhà riêng rồi, ở với bồ mình, với vợ chồng nó muốn ở, tại nó cùng một mình ở một mình, căn nhà lớn dọn dẹp nó cực rồi, thuê người dọn dẹp tốn tiền rồi, mà cái thuế nhà ở tại Texas cao lắm thưa quý vị, một năm cả mấy chục ngàn tiền thuế. Thì lúc của người đó nghĩ đến chuyện là tìm một căn nhà nhỏ gọn, mà con cái nữa thôi, bây giờ ba lớn rồi, ở với chị sao về ở với con, rồi bây giờ từ căn nhà lớn đừng qua đi ở nhà đứa con nghỉ vậy, không kia bán thẳng. Thì thưa quý vị, câu chuyện đó nó không phải là một sự bất hạnh, nó không phải là cái chuyện gì hay dở, mà nó là một cái lực đương nhiên của cuộc sống. Chúng ta bấm cái sông từ, chúng ta bám vào cái lý lẽ của nó, khi mà mình mua căn nhà lớn mình nghĩ rằng con sẽ sống với mình sau này, rồi mình dựng vợ gả chồng là đám cưới ở trong ngôi nhà để mình hãnh diện với hai họ, nhưng mà nó đám cưới đó, không theo là đám cưới đó, đi ra chỗ khác không là một người ở nhà đời hữu đề thăng như vậy. Thì chúng thấy rằng mình tính là một lẽ, nhưng mà sự thật của đời đó là một lẽ khác. Cái điểm mà chúng ta đang nói đó là chúng ta tính vẽ ra, dạ, chúng ta tính vẽ đắc bại ra, và khi chúng ta vẽ ra chúng ta nghĩ rằng cuộc đời đó nó như vậy đó, đó là lẽ sống. Nhưng mà thật ra nó nhất thời, dạ, rất là nhất thời, nên phải sống và phải chịu lắng động tâm tư mới thấy rằng dạ, mình có cái nhà thì mình có mình nhà, có chiếc xe mới có mình xe mới, mà mình có một cái lẽ sống mà mình để nghi ngặng về để bám vào, thì cái lẽ sống mà nó lại đầy đọa mình đi. Không biết là chúng ta mất bao lâu, nhưng mà có một ngày nào đó thì chúng ta nhìn lại những thứ mà mình nghĩ rằng nó có mà hạnh phúc, nó hạnh phúc không bao nhiêu, nhưng mà nó lại gây chúng ta rất nhiều cái phiền. Chúng tôi có quen một đời hữu khác ở chùa, là đời hữu thấy người ta có chiếc tàu, thiện thích lắm, tàu đi chơi nó không lớn như chiếc du thuyền, nhưng đại khái được chủ mua 100 mấy chục ngàn, rồi cũng xuống cho đi mua, rồi cũng phải mướn bãi để mà đậu, rồi lâu lâu phải kéo lên bảo trì này nọ. Thì đời hữu vài năm sau đời hữu nó được bán, tại vì lý do thật ra thì nó không có thực tế, lâu lâu đi chơi có lần là mỏi nó cực quá. Thì quả thật đời sống của chúng ta thường là mỏi từ cái gì mà mình có được, và mình nhìn đó một lẽ sống như thật sự cũng đầy đọa mình. Phải suy động nhiều lắm, mà thì mình mới thấy Đức Phật nói tại sao mà có, mình sanh sự sanh, và mình có cái lẽ sống, mình nghĩ rằng cái lẽ sống mang lại cho mình ý cuộc sống, như lẽ sống đầy đọa mình, mà mình không có nương, không có bát thì mình không có khổ. Đó là một câu bản rất là rất là không đơn giản để chúng ta hiểu. Phải sống cả một đời, phải tu tập rất nhiều, tuy nhiên bởi rất nhiều thì chúng ta mới hiểu rằng người đời nói rằng mình phải có một lại sống thì cuộc đời mới đáng sống. Nhưng mà thật sự chính một người mà không có dục sanh đi, không có muốn sanh đi, không có phi nạp sanh đi, không có sở hành sanh đi, thì người đó mới thật sự là hạnh phúc. Nó mình nói cho vì nghĩa lý rất dễ, nhưng mà để mình cảm nhận một cách sâu để quán triệt thì nó không đơn giản. Thứ gì chúng tôi muốn tiếp lời của thượng tọa Thầy Quyền ở trong pháp thoại ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị là lớp tán phó âm thanh chúng tôi phải dời vào ngày thứ ba, vì hôm nay chúng tôi cũng chúc việc không có tiện. Xin được đại lễ chư tôn đức
Tôi chào tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc tất cả một ngày an lành. An lành vào ngày mai đi. Chúng ta sẽ có lớp dạy phần lời Pali của Thiên Tòa Thiên Sư với Thái Giang. Dạ sa thú lành thai. Dạ con xin thay mặt đại chúng trong chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm trí như lời Phật dạy. Và chúng con thành kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta